hóa để tạo ra 100 đơn trong một tuần các anh chị. Và một trong những cái chủ đề cuối cùng trong ngày hôm nay đó là chúng ta sẽ biết cách để chuyển hóa khách hàng từ say no sang say yes. Bao nhiêu các anh chị mình rất là hứng về chủ đề này ạ. Mình sẽ biết cách để chuyển hóa khách hàng từ say no sang say yes các anh chị. Các anh chị đã ra quyết định cho cái buổi học này của mình chưa? Các anh chị hãy đưa ra quyết định ha. Chúng ta sẽ ngồi đây với tâm thế học để đón nhận 100% những giá trị kiến thức trong buổi sáng ngày hôm nay, để giúp cho các anh chị có thể đón nhận những giá trị tuyệt vời nhất, nắm giúp cho các anh chị có thể bùng nổ doanh thu, bùng nổ lợi nhuận và đạt được kết quả lớn trong công kinh doanh của mình ha. Rồi để mà chúng ta có thể có được cái sự tập trung hơn, đón nhận tốt hơn, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau dành ra khoảng 30 giây và cùng nhau đưa ra quyết định cho kết quả mà chúng ta mong muốn nhận được các anh chị. Rồi, chúng ta cùng nhau ra quyết định ha. Cảm ơn các nhận mình ạ. Anh chị nào xong chúng ta cùng nhau quay trở lại. Rồi các anh chị xong chưa? Các anh chị xong chưa ạ? Rồi sẵn sàng chưa các anh chị ạ? Chuyển hóa khách hàng từ say no sang say yes. Rồi trước khi chuyển hóa khách hàng từ say no sang say yes thì các anh chị có thể cho Vi biết những cái vấn đề mà khách hàng hay từ chối các anh chị là gì. Chúng ta hãy comment cho Vi biết những cái vấn đề của khách hàng hoặc là khách hàng của các anh chị hay từ chối các anh chị trong những trường hợp nào và lý do là gì. Các anh chị hãy comment lên đây để Vi sẽ hỗ trợ các anh chị để làm sao để các anh chị có thể khiến khách hàng của mình say no sang say yes ha. Rồi, khách hàng hay từ chối của các anh chị về những lý do nào ạ? Chúng ta hãy comment lại các anh chị ha. Chúng ta có khoảng 30 giây đến 1 phút để xem lại coi thường thường ta hay bị từ chối vì lý do gì. Rồi, một là chất lượng và giá ha. Rồi, hai là chất lượng và giá về tiền. Khách hàng bận. Mới mua mặt hàng khác. Rồi về giá, về chất lượng. Dạ rồi tiếp tục đi ạ. Chưa tiền, chưa nhu cầu. Chưa cần là chưa nhu cầu đó. Rồi, gì nữa ạ? Chưa tin. Gì nữa không? Gì nữa? Không có tiền là chưa tiền. Dạ rồi. Còn lý do nào khác nữa không ạ? Còn thử xem sao. Còn thêm sao. Đất dứt thị trường này về giá rồi đó. Chưa tin tưởng, chưa được trải nghiệm. Chưa tin tưởng. Chưa trải nghiệm. Sản phẩm mới. Chưa dám dùng. Để nghiên cứu thêm. Để nghiên cứu thêm. Đang lưỡng lự ha. Sản phẩm khác rẻ hơn là về giá cả đó. Gì nữa ạ? Còn gì nữa không? Cái đó là về giá cả các anh chị ha. Rồi còn gì nữa không ạ? Còn cái nào lý do nào khác nữa không? Vì hỏi xong rồi chúng ta sẽ đi giải quyết vấn đề cụ thể luôn ha. Còn anh chị nào mà mình không có comment những vấn đề của mình thì mình không Vi đi vào chia sẻ thì Vi không có quay lại nữa. Chưa hiểu thời gian, chưa hiểu sản phẩm, chưa thời gian. Rồi. Gì nữa ạ?
chữ kỷ luật. Từ chối nhưng lại im lặng không nói. Không nói lý do luôn. Rồi. Ok. Rồi ok. Rồi không tương tự là nằm ở trên hết rồi. Ok. Ở đây thì không dùng sợ tốn tiền. Rồi ok các anh chị ha. Sợ tốn tiền. Rồi ok. Ở đây thì vì thấy chúng ta đang có 15 cái lý do ha. Chung chung vi ghi những lý do của các anh chị. Thì ở đây vì thấy có 5 lý do chung tổng thể của tất cả các anh chị ha. Rồi một là về chất lượng, hai là về giá ha. Đấy, và cái thứ ba đó là khách hàng có thời gian. Đó, khách hàng họ mua sản phẩm khác tương tự. Rồi, họ chưa tin, rồi còn để sau lưỡng lự này. Họ chưa có họ chưa bao giờ trải nghiệm hoặc họ không muốn trải nghiệm ha. Và sản phẩm mình mới quá, họ chưa chưa tin tưởng để nghiên cứu thêm, đó sản phẩm khác nó rẻ hơn này. Đó, và chưa thời gian mà chưa kỷ luật. Từ chối mà không có lý do luôn. Rồi ok. Sự tốn tiền. Rồi ok, đây là những cái lý do khách hàng các anh chị ha. Và các anh chị nè, cho Vi hỏi những cái lý do này nó có giống những lý do mà chúng ta cũng hay hay mắc phải không? Mình á hay mắc phải về những lý do này không? Khi mà mình gặp ví dụ như các anh chị thấy đây là những cái lý do mà khách hàng hay phản hồi với mình. Vậy đó phải là cái lý do khi mà các anh chị phản hồi khi mà mình được chào hàng không? Khi mình được chào hàng á, mình được người ta nói về những cái dịch vụ sản phẩm thì chúng ta cũng thường hay có những cái lý do và nó cũng nằm trong những cái lý do này đúng không ạ? Vậy rõ ràng đây là cái gì ạ? Đây là một cái biểu hiện rất bình thường ha. Các anh chị ghi lại ạ, những cái lý do mà đa phần chúng ta phản hồi ở đây và đó là những vấn đề mà khách hàng của chúng ta thì đây là những cái lý do rất bình thường. Vì nó là bình thường cho nên chúng ta có xử lý được không ạ? Nó bình thường mà cho nên chúng ta có thể xử lý được không ạ? Chúng ta hoàn toàn có thể xử lý được ha, và xử lý rất tốt luôn. Đầu tiên các anh chị cần phải nhìn với một cái góc nhìn nó cực kỳ là bình thường, bởi vì đây là nhu cầu của con người ha, và đây là những cái tình hình chung của khách hàng. Cho nên là đầu tiên hãy thấy nó bình thường, bởi vì khi mà chúng ta thấy nó bình thường ấy thì chúng ta sẽ không bị chi phối bởi cảm xúc. Các anh chị ạ. À, đúng không? Ví dụ như các anh chị thấy tại sao khách hàng từ chối thì các anh chị sẽ nghe những cái phản hồi khách hàng tự nhiên cái người của mình là nó không thoải mái rồi. Đúng không? Bao nhiêu các anh chị khi thấy khách hàng mà có một phản hồi nào đó với mình cái tự nhiên mình không thoải mái nghe. Không ạ? À? Nhưng mà thực chất đó là những cái dấu hiệu rất bình thường. Các anh chị ạ, à, đây là những cái vấn đề rất bình thường của một cái người khi họ được giới thiệu những dịch vụ sản phẩm mới. Cho nên đầu tiên chúng ta nói là chúng ta hiểu rằng là đây chính là những cái dấu hiệu rất bình thường đối với những khách hàng. Bởi vì nó bình thường cho nên là gì ạ? Chúng ta cũng hãy phản ứng một cách rất là bình thường. Đừng đặt cảm xúc quá nhiều vào trường hợp này. Ok chưa? Đó là thứ nhất. Cho nên là gì ạ? Để mà các anh chị trở thành một best seller thì đầu tiên các anh chị ơi, các anh chị hãy học cách để làm chủ suy nghĩ và làm chủ cảm xúc. Bài học đầu tiên đó là trò chơi đầu tiên mà chúng ta cần phải chiến thắng, đó là chiến thắng trong tâm trí. Đầu tiên chúng ta phải chiến thắng là chiến thắng trong tâm trí của mình này, bởi vì những cái vấn đề này là những vấn đề mà ai ai cũng phải có hết trơn á, nên là trường hợp này rất bình thường, bởi vì nó bình thường cho nên cảm xúc của mình cũng rất là bình thường đối với khách hàng, với một cái người thấu hiểu. Đấy, còn nếu mà chúng ta lúc này chúng ta không làm chủ được cảm xúc và chúng ta thể hiện một cái thái độ rất là gay gắt, rất là không thoải mái với khách hàng thì các anh chị đã thua rồi. Đúng không? Cho nên cái bài học đầu tiên mà chúng ta cần phải tốt nghiệp đó là học cách để chiến thắng được trò chơi trong tâm trí, làm chủ suy nghĩ và cảm xúc để có thể giúp đỡ khách hàng của mình hiểu được những cái giá trị mà chúng ta sẽ trao. Rồi, ghi lại. Có nghĩa là gì? Cái chiến thắng đầu tiên mà các anh chị phải chiến thắng là chiến thắng chính suy nghĩ và cảm xúc của mình. Khi mà chúng ta suy nghĩ nó bình thường và đây là biểu hiện rất là bình thường của những khách hàng, cho nên là gì ạ? Cảm xúc của mình rất bình thường và chúng ta có thể cho họ một cái gì ạ?
một cái khu vực, một cái ánh mắt dễ thương, một cái lời nói nhã nhặn, một cái nụ cười duyên dáng, thì đây chính là cái dấu hiệu của cái gì ạ? À, chúng ta sẵn sàng để đón nhận và sẵn sàng để giúp đỡ khách hàng. Có bao giờ các anh chị thấy rằng là khi mà chúng ta cảm xúc lên là mà chúng ta có thể giúp khách hàng tốt không? Khi mà cảm xúc mình nó lên rồi đó, cảm xúc mình nó không thoải mái rồi đó, thì các anh chị ơi, các anh chị có thấy mình có giúp cho khách hàng mình tốt được không, hay là mình đàm phán tốt được không, hay là mình xử tình huống nó khéo léo được không các anh chị? À, chắc chắn là đa phần chúng ta sẽ mất cái người khách hàng đó nếu mà chúng ta không có chiến thắng được cái trò chơi trong tâm trí. Cho nên bài học thứ nhất đó là phải chiến thắng được trò chơi trong tâm trí. À, mà muốn chiến thắng được cái trò chơi tâm trí thì sao cả nhà? Muốn chiến thắng được cái trò chơi tâm trí thì sao? Chúng ta phải rèn luyện làm chủ thân tâm trí. Và để chúng ta có thể chiến thắng được chính suy nghĩ, chính những cái gì ạ? À, làm chủ chính suy nghĩ của mình, làm chủ được cảm xúc của mình. Ngày mai nè, ngày 1 tháng 9 này, chúng ta có một cái chương trình rất là tuyệt vời. Đó là quy trình cá chép phá rồng, để giúp cho các anh chị phá vỡ mọi giới hạn, giúp cho các anh chị bứt phá con người bên trong của mình, giúp cho các anh chị có thể tìm lại được cái niềm tin của chính mình và biết được bản thân của chúng ta phải làm gì để giúp cho chúng ta có thể đạt được và chinh phục mọi mục tiêu. Thì các anh chị đã có cái tấm vé để có mặt vào chương trình vào sáng ngày mai chưa ạ? Các anh chị ơi, các anh chị đã có cái tấm vé để có mặt vào sáng ngày mai chưa? À, chúc mừng cho những anh chị mà chúng ta đã có được cái tấm vé để có mặt vào sáng ngày mai. Còn anh chị nào chưa có thì lập tức nhắn tin cho những anh chị em nhóm trưởng như anh chị em hỗ trợ ha, để mà chúng ta có thể kịp để đăng ký và kịp có mặt vào sáng ngày mai trong quy trình cá chép phá rồng cùng với chủ tịch Trịnh Quốc Huy nha. Dạ rồi, rất là tuyệt vời luôn. Đó là bài học đầu tiên mà chúng ta cần phải chiến thắng. Rồi, bài học thứ hai các anh chị ạ, đó là khi mà các anh chị giải quyết bất kỳ một vấn đề nào của các anh chị thì chúng ta phải dựa trên gì ạ? Khi mà các chị giải quyết bất kỳ một vấn đề nào của các anh chị thì nó phải dựa trên gì ạ? Để giải được một bài toán, để làm được một cái quy trình, để có thể làm một thứ trở nên tốt đẹp hơn thì nó phải dựa vào trên gì ạ? Đó là sự hiểu biết các anh chị ạ. Chúng ta cái người có sự hiểu biết thì chúng ta mới am hiểu, tin tưởng và làm đúng. Các anh chị ghi lại, khi mà chúng ta có được sự hiểu biết, chúng ta có sự tin tưởng thì chúng ta mới có được cái hành động chắc chắn. Còn nếu mà chúng ta không có sự hiểu biết, hành động hời hợt và luôn bị thiếu lòng tin, và chắc chắn rồi chúng ta hành động của mình nó không thể tạo kết quả được. Cho nên là giờ muốn thành công thì phải có sự hiểu biết. Vậy sự hiểu biết ở đây đó là gì? Cái câu hỏi đặt ra, lý do vì sao bạn muốn khách hàng của bạn có thể sử dụng sản phẩm và dịch vụ của mình? Lý do các anh chị hãy cho biết ít nhất đó là 10 cái lý do. 10 cái lý do vì sao khách hàng của mình phải sử dụng và dịch vụ sản phẩm của mình. Cho biết ít nhất 10 lý do. Cho vi ít nhất 10 cái lý do vì sao khách hàng phải sử dụng sản phẩm dịch vụ của mình. Lý do gì? Hay nói đúng hơn nè, 10 cái lợi ích mà khách hàng sẽ có khi sử dụng dịch vụ sản phẩm của mình. 10 cái lợi ích khách hàng sẽ có khi sử dụng sản phẩm dịch vụ của mình. Lợi ích mà khách hàng có. Các chị hình dung đúng không ạ? 10 cái lợi ích mà khách hàng sẽ nhận được ấy khi mà họ sử dụng sản phẩm dịch vụ của mình. 10 cái lợi ích. Lợi ích đầu tiên là gì? Lợi ích đầu tiên là gì? Khỏe, đẹp. Rồi. Gì nữa? Có sức khỏe hoàn hảo là khỏe, đẹp, có sức khỏe. Dạ rồi.
nhanh tiện lợi, khỏe từng tế bào, sản phẩm có chất lượng tốt, mối quan hệ tuyệt vời, gì nữa à? Nhanh tiện lợi, mười lợi ích của khách hàng nha các anh chị nha. Thay đổi là vóc dáng, có sức khỏe, có vóc dáng đẹp rồi, gì nữa? An toàn, gì nữa? Giàu toàn diện rồi, gì nữa? Gì nữa ạ? Bị hết ra hả? 10 lợi ích của khách hàng khi nhận được, khi sử dụng sản phẩm dịch vụ của mình. Lợi ích của khách hàng nha, không phải lợi ích của mình nha. Gì nữa, gì nữa, gì nữa nha ơi, mới có 6 thôi. Hạnh phúc hơn, sản phẩm tốt thì tốt người ta mới mua, mà quan trọng là nó phải có lợi gì chứ các anh chị. Tốt mà có lợi gì đúng không? Giờ nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, lợi ích gì? Lợi ích mà chúng ta hiểu là lợi ích không ạ? Lợi ích có nghĩa là phải mang lại cái lợi đến làm có kết quả nào đó, đó là gọi là lợi ích. À, gia tăng tài chính rồi, còn hai nữa à, gì nữa? Giờ bán hàng mà thu nhập thêm gì các anh chị, giờ nói là khi khách hàng mua sản phẩm dịch vụ của các anh chị họ có ích gì, giờ chưa nói họ có đồng hành kinh doanh với các anh chị không, chưa biết mà thu nhập thêm gì. Hình dung không? Mà bây giờ trước mắt các anh chị muốn bán một sản phẩm thì các anh chị phải biết rằng là lợi ích gì, người ta mua sản phẩm các anh chị người ta có lợi ích gì. À, còn cái việc mà họ có đồng hành kinh doanh với các anh chị không, sao biết được? Ai được phục vụ tốt tuyệt vời đấy, được phục vụ tốt mình rất là mình phục vụ rất tốt luôn rồi. Rồi gì nữa? Biết cách quản lý tiền, à phát triển theo bản thân. Rồi ok các anh chị ha, 10 cái lịch đầu tiên các anh chị ha, tại sao phải làm điều này? Bởi vì các anh chị không làm được điều này, các anh chị không thấy được lợi ích mà khách hàng nhận được, thì chắc chắn các anh chị sẽ thấy số tiền khách hàng bỏ ra. À, nhiều anh chị đang sợ nè, nhiều anh chị đang sợ nè, sợ khách hàng không tiền, sợ khách hàng không có tiền. Bao nhiêu các anh chị có nỗi sợ này? Sợ khách hàng không có tiền là thứ nhất, sợ khách hàng nghĩ không tốt về mình là hai, có không? Có không? Trường hợp đa phần các anh chị bán hàng là các anh chị sợ khách hàng không có tiền, sợ khách hàng sẽ nghĩ không tốt về mình, sợ khách hàng chê mắt, sợ khách hàng sẽ nghe mình chia sẻ rồi sẽ không có trả lời mình, đúng không? Sợ khách hàng đánh giá sản phẩm mình không tốt, và sợ khách hàng sẽ đi lan tin những cái tin không tích cực về mình khi mình nói về dịch vụ sản phẩm của mình, có không ạ? Có phải là đó là những cái nỗi sợ khi mà các anh chị nói về cái số tiền dịch vụ sản phẩm của các anh chị không, khi mà các anh chị chốt đơn không? Và còn nỗi sợ gì nữa? Và các anh chị ơi, nỗi sợ của các anh chị nó lớn hơn cái giá trị mà các anh chị cho ra khi mà các anh chị không thấy được cái lợi ích của mình đối với dịch vụ sản phẩm của mình. Cho nên đó là lý do mình phải là cái người rất hiểu về cái giá trị của mình các anh chị. Và ngay cả bên trong của các anh chị nó đã có hiện lên nỗi sợ nhiều như thế rồi, thì chắc chắn nè, cái năng lượng của các anh chị, suy nghĩ các anh chị nó đều phản ứng ra cái điều đó hết. Cho nên là người ta thấy người ta sợ luôn. Cho nên để mà các anh chị trở thành một best seller, một cái người bán hàng đỉnh cao, thì bản thân của chúng ta phải có được một cái giá trị cao. Đánh giá mình phải là cái người có giá trị cao là cái thứ nhất, tiêu chuẩn cao là cái thứ hai. Thường thường những anh chị mà bán hàng và best seller họ là người có tiêu chuẩn rất cao. Bao nhiêu các anh chị thấy điều này đúng? Những anh chị mà chúng ta chưa có tiêu chuẩn cho riêng mình nữa,
mình còn không có tiêu chuẩn cho riêng mình thì các anh chị không thể nào trở thành best seller được. Những người best seller, những người rất kỹ tính, tiêu chuẩn rất cao các anh chị ạ. Bởi vì sao ạ? Họ là cái người tiêu chuẩn cao thì họ sẽ biết cách làm sao để giúp cho khách hàng của họ đạt được những cái tốt nhất. Mình hình dung được chưa? Cho nên là bây giờ các mình hãy xem lại, mình xem tiêu chuẩn của mình là gì. Bởi vì tiêu chuẩn mình không cao, mình áp đặt những tiêu chuẩn đó cho khách hàng của mình sợ giá sản phẩm mình cao quá, khách hàng không mua nổi. Vậy mình đang đo lường dựa trên tiêu chuẩn của mình hay là tiêu chuẩn của khách hàng? Các chị ơi, các anh chị đang đo lường dựa trên tiêu chuẩn của mình hay là do các chị đang đánh giá dựa trên tiêu chuẩn của khách hàng? Khi mà chúng ta sợ khách hàng nói là sản phẩm mình cao, tự đặt câu hỏi cho mình nè, nó cao so với ai? Nó cao so với ai? Ai là cái người thấy cao? Ngay cả cái việc mà các anh chị thấy cái đơn hàng của các anh chị thôi, bên trong của các anh chị nó đã cảm thấy cao rồi. Và bắt đầu mình nghĩ dùm khách hàng của mình rồi. Các anh chị ha, thì đặt câu hỏi tiếp theo cho bản thân mình nè, nó cao so với ai? Cho nên là gì? Đa phần các anh chị chúng ta đang lấy cái tiêu chuẩn của mình để áp đặt vào cái tiêu chuẩn của khách hàng. Và chúng ta đang dùng suy nghĩ của mình để đo lường cái suy nghĩ của khách hàng của mình. Cho nên để các anh chị trở thành một best seller thì hãy nâng cao tiêu chuẩn của mình lên. Nâng cao nhiệt kế tài chính của mình lên. Nâng cao tiêu chuẩn của mình lên và nâng cao phong cách sống của mình lên các anh chị. Các anh chị là bởi vì chúng ta không thể nào mà trở thành best seller được khi tiêu chuẩn của mình nó không cao. Khi tiêu chuẩn mình không cao thì mình chăm sóc khách hàng của mình nhìn khách hàng của mình luôn nhìn thấy những vấn đề của khách hàng thông qua cái vấn đề của mình các anh chị. Bởi vì những gì mà chúng ta tập trung thì nó sẽ quyết định những gì mà các anh chị sẽ tìm thấy. Nghĩ lại các anh chị, trời ơi, đây là những bài học cực kỳ đắt giá, đừng có ngồi nghe không. Những gì mà chúng ta đang tập trung á, nó sẽ quyết định những gì chúng ta tìm thấy. Theo các anh chị này, các anh chị đang có một bất động sản là 10 tỷ. Các anh chị rao bán với giá 10 tỷ. Người ta lại mua đòi hỏi 5 tỷ. Theo các anh chị có quan tâm người đó không? Người ta nói 5 tỷ định mua, bây giờ mình không có tiền. Mình chỉ có 5 tỷ thôi, anh chị ơi, anh chị bớt giá cho em 5 tỷ. Các anh chị có bán không? Tại sao các chị không bán? Tại sao các chị không bán? Tại sao? Tại sao mình không bán đi? Ta không có tiền kìa, mất đi, chiết khấu đi, giảm giá đi. Sao không giảm đi các anh chị? Tại sao? Tại sao? Ồ, các chị ra giá 5 tỷ, người ta đòi 5, giá 10 tỷ, người ta đòi 5 tỷ, sao các anh chị không bán à? Mà các anh chị, khi cái người đó nói câu đó thì các chị còn quan tâm cái khách hàng đó không? Khi mà họ trả giá các anh chị 5 tỷ, thái độ của các anh chị sao? Các anh chị có muốn thuyết phục họ lên 10 tỷ không? Các chị có muốn thuyết phục họ lên 10 tỷ không? Hay các chị sẽ làm lơ luôn? Các anh chị lúc đó khi họ trả giá cho các chị 5 tỷ, các chị có muốn thuyết phục họ không? Hay là muốn lơ luôn? Là nghĩa là chẳng mất nói nữa. Tại sao? Tại sao không thuyết phục đi? Tại vì không cùng hệ giá trị. Các anh chị hình dung chưa? Chúng ta không cùng hệ giá trị. Cho nên là sao ạ? Tôi chẳng quan tâm bạn đang nói gì luôn. Tôi chẳng thèm quan tâm bạn luôn, chứ đừng nói là thuyết phục. Và chúng ta sẽ nghĩ người này có vấn đề, đúng chưa? Chúng ta nghĩ trong đầu người này có vấn đề, nên chúng ta chẳng quan tâm người đó luôn các anh chị. Mặc dù người ta cũng có 5 tỷ trên tay đó, nhưng tôi chẳng quan tâm, đúng chưa? Vậy suy ra
Việc của chúng ta là gì? Phải tìm những khách hàng hiểu được giá trị và tương đồng giá trị. Các anh chị ha, hiểu được giá trị và tương đồng giá trị. Khi khách hàng nói khách hàng không tiền, nó sẽ có 3 lý do. Lý do thứ nhất, không tiền thật. Lý do thứ nhất là không đủ tiền thật, là người này nói thật đó, là không có tiền. Lý do thứ hai, họ không có nhu cầu. Họ không có nhu cầu. Lý do thứ ba, họ không tin tưởng. Nha, họ không tin tưởng các anh chị. Có ba lý do đó thôi đó. Nhất là họ không có tiền thật. Cái thứ hai là gì? Họ không có nhu cầu thật. Họ không có nhu cầu, không quan tâm luôn. Họ sẽ nói tôi không tiền để sao? Để đừng nói nữa. Giống như bữa trước, Vi có đi vô một cái cửa hàng spa. Vi làm dịch vụ trong đó. Cái mấy bạn sale á, bắt đầu là chốt 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 lên cho Vi. Đó, nào những cái dịch vụ khác, đúng không? Đó, nâng cơ này này nọ kia đó các anh chị. Vi đâu có nhu cầu mấy đó đâu. Nếu có nhu cầu chứ Vi nói rằng là gì? Em có tiền chị ơi, em có tiền, nên là chị để đi, khi nào em có tiền đi rồi em sẽ nói chị, chứ giờ em không có tiền. Bởi vì sao? Không có nhu cầu. Tôi có nhu cầu làm việc đó, đúng không? Mình chỉ vô là làm những cái gì mình cần thôi. À, những dịch vụ mình cần thôi. Còn những cái dịch vụ khác, đúng không? Những dịch vụ làm đẹp đó, Vi đâu có nhu cầu. Không nhu cầu nên là gì? Khi mà họ nói mình hoài thì sao? Mình không muốn họ đừng nói nữa. Thì Vi sẽ nói em không có tiền chị ơi, tại họ nói hoài luôn, mình nói em không nhu cầu rồi, nhưng mà cứ tiếp tục nói thì sao? Cái vị nói em không có tiền, em không có tiền, em không đủ tiền, giờ em không có đủ tiền nên là giờ đợi đi, khi nào em có tiền em sẽ liên hệ chị sau, em không có tiền. Bởi vì sao? Không nhu cầu. Những người mà họ trả lời dứt khoát là không tiền các anh chị, mà các chị thấy họ rất là tự tin, tự tin để nói câu đó thì chắc chắn họ không nhu cầu. Còn những người mà họ không có tiền thật á, các anh chị mà họ muốn mà không có tiền thật á, thì họ rất là e dè trong cái việc họ nói là họ chưa đủ tiền. Còn cái người á mà các anh chị thấy họ nói là họ không có tiền, thì mà các anh chị thấy rằng là với một năng lượng rất là tự tin, thì chắc chắn người đó không có nhu cầu, chứ không phải không tiền đâu các anh chị. Còn cái người mà họ còn đang chưa tin tưởng dịch vụ sản phẩm của các anh chị thì sao ạ? À? Họ sẽ quan tâm và hỏi rất nhiều câu hỏi nhá. Họ sẽ đặt ra nhiều câu hỏi để họ hỏi tìm hiểu thêm và đang do dự nha. Thì cho nên là các anh chị phải biết khách hàng của các anh chị, khi họ nói rằng là họ chưa có tiền, họ có tiền thật hay không mà các anh chị không đánh giá được, thì đó là do ai ạ? À? Mình không đánh giá được để đáp ứng được đúng, không hỗ trợ đúng, thì cái đó là do ai? Do ai các anh chị? À, do tư duy và kỹ năng của mình chưa tới nha. Do tư duy và kỹ năng của mình chưa có tới. Và nếu chưa tới thì phải làm gì? Chưa tới thì làm gì các anh chị? Nếu mà tư duy và kỹ năng mình chưa tới, mình chưa nhận diện được khách hàng của mình chưa biết được khách hàng mình đang cần gì, mình chưa hiểu được suy nghĩ của khách hàng, mình chưa hiểu được biểu hiện của khách hàng đang nói lên điều gì, thì làm gì? Dạ, hãy có mặt trong nhóm rèn luyện doanh nhân chậm tay háo vàng để chúng ta được nâng cao về tư duy, về kiến thức, về tầm nhìn, được không ạ? À? Để học cách bán hàng siêu hình thức, hiểu được các quy trình bán hàng để chúng ta được rèn luyện lại, được không ạ? À? Đâu có sao đâu, đúng không? Thành công hay không thành công thì nó cũng là một cái dấu hiệu để chúng ta thành công và chúng ta sẵn sàng để thay đổi. Nên anh chị sẵn sàng thay đổi không ạ? À? Bao nhiêu các chị ráo định mình có mặt trong nhóm rèn luyện doanh nhân chậm tay háo vàng không anh tôi ạ? À? Cho nên là gì ạ? À? Nếu chúng ta không đánh giá được đúng khách hàng của mình thì là do mình rồi, mình chưa đủ tư duy, mình chưa đủ kỹ năng để có thể nhìn nhận khách hàng một cách đúng đắn và đáp ứng được những cái nhu cầu của khách hàng, thì đó là do mình đang cần phải rèn luyện thêm các anh chị. Cho nên khi nào mà các anh chị thật sự, thứ nhất, hiểu được cái giá trị, những cái lợi ích mà khách hàng của mình sẽ nhận được trong cái dịch vụ sản phẩm của mình, mà đó phải là cái lợi ích thật nha. Cái thứ hai đó là các anh chị cần phải có được cái gì ạ? Nhiệt kế của mình nó tốt, cao, bởi vì bản thân của các anh chị
quản lý tiền tài chính của các anh chị không tốt, nhiệt kế của các anh chị không có tốt, thì các anh chị sẽ đánh giá khách hàng dựa trên cái tiêu chí và cái góc nhìn của bản thân mình thôi. Cho nên là gì ạ? Chúng ta cứ nghĩ rằng là khách hàng của các anh chị không có nghĩ hộ cho khách hàng á, nhưng thực chất những cái suy nghĩ hộ là những cái suy nghĩ mà các anh chị đang dựa trên cái tiêu chí của chính mình. Cho nên là những anh chị nào mình đang nghĩ hộ cho khách hàng thì việc của các anh chị là hãy có mặt vào ngày mai được làm quy trình cá chép phá rồng để vượt ngưỡng, để nâng cao cái ngưỡng mình lên ha, và sau đó học cách để quản lý tiền tốt hơn và bắt đầu đặt cao cái tiêu chuẩn mình lên. Khi mà các chị có tiêu chuẩn cao thì các chị sẽ biết cách để có thể mang lại những giá trị tốt. Còn đa phần những anh chị nào mà hay nghĩ hộ khách hàng á, chắc khách hàng mình bận, chắc khách hàng không có thời gian, chắc khách hàng không có tiền thiệt, là do chúng ta thường hay không vượt qua được những vấn đề của riêng mình. Mình đang thường hay bị những vấn đề đó chi phối và mình không có vượt qua được những vấn đề của riêng mình. Cho nên khi khách hàng nói thì mình cũng không biết cách giúp khách hàng vượt qua cái vấn đề như thế nào mà cũng không xử lý được để giúp cho khách hàng của mình có thể vượt qua được. Thì đó là lỗi do ai ạ? Do mình chưa xử lý được những cái gì ạ? Mình chưa có tiêu chuẩn cao cho chính mình. Mình chưa thật sự chiến thắng được những cái vấn đề của chính mình. Cho nên là các anh chị sẽ không biết cách để có thể xử lý và các chị xem đó là vấn đề luôn, nên các chị tin luôn và các anh chị chỉ biết không vui vì điều đó thôi. Các chị hình dung mà cái khách hàng nói với Vi khách hàng bận lắm thì Vi biết, bởi vì khách hàng khi cái người họ nói với Vi em ơi chị bận lắm, chị không có thời gian để trải nghiệm dịch vụ sản phẩm của em đâu, thì Vi biết rằng là gì ạ? À, cái người này có phải họ bận không ạ? Không ai bận đến nỗi không có thời gian để dành ra 10 phút, 15 phút hay 1 tiếng để có những cái trải nghiệm mới cho cuộc sống của họ. Không ai bận đến nỗi như vậy đâu các anh chị ha. Người ta bận đến, người ta cũng phải có thời gian thư giãn mà, thời gian giải trí mà, đúng không ạ? Không có ai bận đến nỗi không có thời gian để trải nghiệm những cái mới đâu. Nhưng chuyện vì sao ạ? Chúng ta chưa hiểu được cái nhu cầu của họ mà thôi. Và mình chưa thật sự giúp cho khách hàng của mình có được cái nhìn đúng đắn về những cái gì mà mình đang muốn chia sẻ thôi. Chứ thực chất không ai bận đến nỗi không có thời gian các chị ha. Cho nên là gì ạ? Khi họ nói họ không có thời gian thì tức là gì ạ? Họ đang không quan tâm và không hiểu được những gì bạn đang nói, đúng không ạ? Và họ cũng chưa hiểu được những gì bạn muốn chia sẻ. Việc của chúng ta đó là gì ạ? Hãy giúp cho khách hàng của mình có một cái tầm nhìn đúng đắn. Bao nhiêu các chị hiểu được học này, comment nhé ạ. Ôi, bắt đầu các chị nhìn ra được cái gì chưa? Khi khách hàng nói khách hàng không tiền thì các chị thấy đi, nếu mà trong cuộc sống của mình khi mình thích một điều gì đó mà các chị đã không có thể bứt phá bản thân để tập trung để chinh phục những điều muốn, thì chắc chắn khi mà người ta nói không tiền thì bắt đầu các chị cứ co ro vào những vấn đề của mình tin là khách hàng các chị không không thể nào làm được, và chính vì mình tin khách hàng không thể làm được và cho nên là giờ mình cũng không thể nào giúp cho khách hàng mình bứt phá được. Cho nên để mà các chị trở thành bestseller, cái người mà các chị cần phải thuyết phục ở đây không phải là khách hàng mà mình đang thuyết phục chính mình. Nhớ cái người ở đây mình đang cần phải thuyết phục á, không phải là mình đang thuyết phục khách hàng đâu, mà cái người chúng ta cần thuyết phục là ai ạ? À? Là ai các anh chị? Một vấn đề khó nó chỉ khó khi cái người không biết cách giải, và nếu vấn đề của khách hàng mà các chị không biết cách để giúp khách hàng là do chúng ta chưa giải được bài toán của riêng mình thôi. Cho nên đầu tiên các chị phải tự giải được bài toán của riêng mình đã, mình phải chiến thắng được chính mình cái đã, mình phải chiến thắng được thay đổi cái niềm tin của mình đã, mình cần phải học cách để kích hoạt được cái con người phi thường bên trong của mình đã. Cho nên là các chị thấy rằng là tại sao tất cả những doanh nhân thành công ở câu lạc bộ Trọng Thái Vàng đều thông qua những cái quy trình trong nhóm rèn luyện thân tâm trí để làm gì? Để vượt qua mọi giới hạn, vượt qua được những cái suy nghĩ giới hạn, vượt qua được những thử thách và vượt qua được những cái gì phản ứng của cơ thể. Khi cơ thể của các anh chị nó đang ở cái nhiệt kế không cao, khi mà các chị đứng trước cái ngưỡng là bắt đầu nó sẽ có cơ thể các chị phản ứng liền à, phản ứng liền, nó không thoải mái liền. Cho nên là gì ạ? Chúng ta cần phải học cách để có thể giúp cho cơ thể của các anh chị, kích neo là cơ thể của các chị như thế nào. Nên làm nói với các anh chị lời khuyên của Vy dành tất cả các anh chị, nếu mà các chị muốn thành công trong cuộc sống, trong kinh doanh, trong tài chính thì chúng ta hãy có mặt trong nhóm rèn luyện thân tâm trí. Cái người mà chúng ta cần phải chiến thắng là chiến thắng chính mình được các anh chị ạ.
Khi mà các chị chiến thắng chính mình thì các chị sẽ biết cách làm như thế nào để giúp cho khách hàng của các anh chị chiến thắng được chính họ. Và những cái suy nghĩ của các anh chị nhìn một thứ nó theo góc nhìn nó đơn giản hóa và mình làm được thì mình biết họ cũng sẽ làm được. Còn khi mình không làm được thì mình sẽ tin rằng họ không làm được giống như mình. Cho nên là đừng có đo lường cái tiêu chuẩn của mình bằng cái tiêu chuẩn khách hàng. Và việc của chúng ta đó là hãy kích hoạt được cái con người bên trong mình lên các anh chị. Trước khi trở thành một best seller thì bản thân của chúng ta hãy trở thành một chiến binh cho chính mình cái đã. Mình phải chiến thắng được chính mình phải thật sự biết cách để kích hoạt con người của mình phải bắt đầu học cách để vượt qua những cái vấn đề của riêng mình cái đã. Nếu mà tôi chưa có thời gian thì tôi cần phải học cách để quản lý thời gian tốt hơn để thể tạo ra thời gian để làm được mọi điều tôi muốn. Nếu tôi chưa có tiền thì tôi phải học cách để khai thác bản thân, học cách để làm chủ được thân tâm trí, học cách tư duy và kỹ năng tốt hơn, đàm phán tốt hơn, bán hàng giỏi hơn, marketing giỏi hơn để tôi có thể tạo ra bất kỳ số tiền tôi muốn để đạt được mọi mong muốn ước mơ của mình. Nếu tôi đang khiến cho mối quan hệ của mình không có được gắn kết là bởi vì tôi giao tiếp không có tốt, tôi đang không biết cách để có thể san sẻ kết nối, tôi đang không hiểu được thế nào là xây dựng những mối quan hệ tốt như thế nào thì tôi phải học. Học ăn, học nói, học gói, học mở, học biết cách để giao tiếp tốt, học biết cách để cho đi, học biết cách để thể hiện tình yêu thương, học biết cách để mang lại những điều tốt đẹp cho mọi người xung quanh thì tự khắc chúng ta sẽ cải thiện những mối quan hệ của mình. Nếu tôi không biết kinh doanh thì tôi phải học kinh doanh để tôi kinh doanh tốt hơn các anh chị. Và tất cả mọi thứ nó bắt đầu từ sự học hỏi và phát triển. Chỉ khi chúng ta học hỏi phát triển thì mọi thứ nó mới lên thôi. Còn ngày hôm nay ta đang xem nó là vấn đề và chúng ta nghĩ rằng nó vấn đề và tôi rất là khó để thay đổi vấn đề đó thì em nói với các anh chị chúng ta sẽ không bao giờ chiến thắng được chính mình và không bao giờ có được những cái level cao hơn được. Nó chỉ khó khi cái người mà không có biết cách làm thôi. Mà ngày hôm nay muốn biết cách làm thì sao? Tất cả thì phải học hỏi ạ. Mình hình dung chưa các anh chị ơi? Mình hình dung ra cái việc mà mình phải trở thành bachelor phải làm như thế nào chưa? Cho nên đó là lý do vì sao chúng ta phải là cái người trải nghiệm sản phẩm, biết cách ứng dụng vào thực tế, biết cách ứng dụng vào mọi mọi việc trong cuộc sống của mình. Để làm gì ạ? Để chúng ta có thể khai thác được cái năng lực của mình thông qua những cái sự kiện và con người và tình huống và gặp nhiều khách hàng để chúng ta có thể xử lý được những tình huống đó để mình lớn lên, mình trưởng thành hơn. Khi mà chúng ta có tiêu chuẩn cao rồi thì sao ạ? Những người có tiêu chuẩn thấp giống như cái người mình bán miếng bất động sản 10 triệu họ trả 5 triệu thì chúng ta cũng chẳng có cảm xúc gì. Tại sao khách hàng của các chị lại bị chưa có cảm xúc rất nhiều so với khách hàng của các anh chị? Người ta chỉ có một phản ứng nhẹ thôi mà chúng ta lại rất là gay gắt bởi vì tiêu chuẩn của mình còn đang thấp hơn tiêu chuẩn khách hàng của mình. Nhá. Khách hàng của các anh chị, một cái phản hồi của khách hàng của các anh chị mà đã khiến cho các anh chị mất đi tinh thần, mất đi cảm xúc, mất đi niềm tin, mất đi động lực ha, mà không có làm việc nổi rồi thì rõ ràng là mình còn đang đứng thấp hơn vấn khách hàng của mình nữa thì làm sao mà mình có thể bán hàng cho họ được. Bao nhiêu các chị hiểu được bài học này ạ? À? Ví dụ như khách hàng từ chối em gái là hết động lực, hết tinh thần thì rõ ràng là mình đang đứng thấp hơn vấn khách hàng của mình, mà mình đang đứng thấp hơn khách hàng của mình. Vi này, mua hàng thì Vi cũng phải chọn những cửa hàng thương hiệu tốt nhất, dịch vụ tốt nhất Vi mới mua, cái chọn những người cao hơn Vi mới mua. Mà bây giờ thậm chí khách hàng của các anh chị và các chị còn đang không thể nào có được cái tư duy cao hơn họ. Nhiệt, đúng không ạ? Mình cái cách cư xử của mình là biết là cái cách tư duy của mình đang thấp hơn họ rồi thì làm sao chúng ta có thể bán hàng cho họ được. Bài học bữa hôm trước Vi có chia sẻ với các anh chị về cách chọn đối tác. Mua hàng thì mình cũng muốn chọn những đối tác tốt, hợp tác thì mình cũng muốn chọn những đối tác tốt và hãy chứng minh mình là một đối tác tốt các anh chị ạ. Thông qua cái cách mà mình đang thể hiện, thông qua cái lối tư duy, cái niềm tin và những kỹ năng mình đang thể hiện để chứng minh là gì ạ? Mình là một đối tác rất tuyệt vời mà bạn không hợp tác với tôi á là bạn mất đi cơ hội. Mà đa phần chúng ta đều thể hiện ngược lại các anh chị ha. Giống như mình mất đi khách hàng, mất đi cơ hội á. Các chị nhớ nha. Các chị hãy thật sự có được một cái niềm tin như thế này. Khách hàng đó không có mình là họ đang bị mất đi một cơ hội, chứ không phải là mình đang mất cơ hội các anh chị ạ. À, bởi vì mình hiểu được cái giá trị của mình, năng lực của mình, nghĩa là mình rất hiểu về mình, những dịch vụ sản phẩm mình nó có lợi ích như thế nào. Các chị phải có lòng tin về chính mình, giá trị của mình, dịch vụ sản phẩm của mình
và những cái gì lợi ích của mình đang mang lại cho khách hàng của mình. Có nghĩa là nếu mà cái bề trong này nè các chị không có vững thì đảm bảo các chị sẽ luôn chạy theo khách hàng, còn nếu bên trong của các anh chị vững thì khách hàng sẽ chạy theo các anh chị. Tại sao khi mà iPhone đưa ra một cái thương hiệu nào mới, người ta sẵn sàng ship một hàng dài để chờ đợi để được mua sản phẩm đó đầu tiên? Có phải khách hàng đang chạy theo không? Khách hàng đang chạy theo sản phẩm các anh chị ạ. Thì bây giờ các anh chị phải đặt trường hợp ngược lại, bây giờ làm sao khách hàng của các anh chị chạy theo sản phẩm của các anh chị, dịch vụ của các chị và đi theo các anh chị, chứ không phải các chị chạy theo khách hàng. Còn hình như chúng ta đang đi ngược lại, đó là mình đang chạy theo khách hàng. Bao nhiêu các anh chị nhận ra được bài học gì trong buổi sáng ngày hôm nay và biết được mình phải làm gì để nâng được cái giá trị mình lên, comment tôi ha. Làm sao để khách hàng chạy theo mình? Thì mình phải vững được ba cái yếu tố nền tảng rất vững vàng, bạn tin tưởng vào năng lực và giá trị của mình, tin tưởng vào giá trị dịch vụ sản phẩm công ty của mình và những cái lợi ích mà mình đang với khách hàng, nó phải thật sự có niềm tin rất lớn, rất vững và tuyệt đối. Nhưng mà để có được ba cái niềm tin này nó thông qua cái gì ạ? Để có được ba niềm tin này thông qua cái gì các anh chị? Thông qua cái gì? Để có được vững ba cái niềm tin này thông qua cái gì ạ? Thông qua cái gì? Sự am hiểu, sự thấu hiểu và sự trải nghiệm rất nhiều lần, và mình đã đạt được rất là nhiều những cái thành công trong công việc kinh doanh, dịch vụ, sản phẩm và giá trị của mình đã giúp cho rất là nhiều người. Cho nên đó là lý do là sự rèn luyện, các anh chị, đã đến từ sự rèn luyện mà ra. Còn nếu mà chúng ta không có được cái quá trình thời gian để trải nghiệm, để rèn luyện thì cái niềm tin bên trong của các anh chị nó không có vững. Thì chắc chắn rồi, mình đi kinh doanh sản phẩm dịch vụ của mình mà chỉ cần người ta nói ơi sản phẩm này không tốt là mình bị bắt, là mình chớ giới liền, mình nghi ngờ sản phẩm của mình liền, bởi vì không có kiến thức về dịch vụ sản phẩm của mình, đúng không ạ? Vừa nghe người ta nói sản phẩm này thế này thế kia là chớ giới liền. Tại sao chớ giới? Dạ kiến thức không có đủ, trải nghiệm không có đủ. Cho nên là gì? Nghe báo chí hay là người khác vừa nói xíu thôi là chớ giới liền các anh chị. Là mất lòng tin liền, là chớ giới tinh thần liền ha, lúng túng liền, bởi vì chưa đủ kiến thức, chưa đủ niềm tin các anh chị ha. Cho nên là chúng ta sẽ luôn luôn là như thế. Cho nên bắt đầu các anh chị phải làm gì? Bản thân của chúng ta này, một, bước trên hành trình phát triển bản thân, hành trình làm chủ thân tâm trí. Đây là những việc chúng ta phải làm các anh chị ha, để biến mình trở thành một solo đây. Một, bước trên hành trình phát triển bản thân, hành trình rèn luyện thân tâm trí để nuôi dưỡng được cái con người thành công mình nó lớn lên, trải nghiệm bứt phá, hành động mạnh mẽ, xây dựng sức mạnh tính cách, xây dựng sức mạnh nội tại, xây dựng sức mạnh nội tâm, xây dựng những cái giá trị cốt lõi để cho mình trở thành một cái con người có tố chất thành công, được chưa? Hai, đó là gì ạ? Hãy sẵn sàng để có thể trở thành một doanh nhân, một nhà lãnh đạo. Phát huy những năng lực về marketing, bán hàng, marketing và đàm phán, và rèn luyện, huấn luyện mình giỏi về ba yếu tố này. Cho nên là bám sát vào những cái giá trị để giúp cho mình nắm vững được những cái cốt lõi và tạo những cái giá trị cho những cốt lõi này phát huy ha, và được rèn luyện hàng ngày thông qua nhóm rèn luyện nhân nhân chạm đá vàng. Đầu tư cho mình, trang bị cho mình kiến thức, thông tin, mối quan hệ, những con người đi trước thành công xuất sắc để được hỗ trợ dẫn dắt và có được tư duy đúng, tầm nhìn đúng, chiến lược đúng và được cầm tay chỉ việc mỗi ngày và dẫn dắt thành công. Theo các anh chị cái điều này cần không ạ? Điều này cần không các anh chị? Yếu tố thứ ba, đó là sự cam kết của chính mình. Chúng ta cần phải mang một tinh thần, đó là toàn tâm, toàn ý, toàn trí, toàn lực để tạo ra kết quả thành công. Xác quyết làm cho đến khi thành công thì thôi. Chưa thành công thì không cho mình bất kỳ một lý do nào khác ngoài việc chỉ có một lý do thành công. Không có bất kỳ một chỗ trống nào cho những cái vấn đề hết, mà phải tập trung vào việc làm như thế nào tạo thành công,
phía bên trong của các anh chị đầy một cái sự cam kết và không có bất kỳ một cái khe hở nào cho những cái sự giới hạn, thì chắc chắn các anh chị sẽ cực kỳ thành công ha. Giống như bản thân của Vi đi các anh chị, khi Vi đến với câu lạc bộ Trọng Tài Hoa Vàng thì Vi ra quyết định luôn đó là gì ạ? Vi sẽ thành công, Vi học viễn dụng Vi sẽ thành công. Và trong quá trình mà Vi học viễn dụng các anh chị, Vi chưa bao giờ có một suy nghĩ nào len lỏi rằng là gì ạ, mình làm không được, hay là công việc này không phù hợp với mình, hoặc là mình chắc là người khác làm được mình làm được, hay là mình thiếu này thiếu kia các anh chị. Vi chưa bao giờ suy nghĩ rằng mình thiếu thốn cái gì cả, và Vi biết mọi cái vấn đề đến là do mình phải rèn luyện thêm thôi. Vi chưa bao giờ suy nghĩ rằng là thôi mình chắc là thời gian đầu mình cũng chưa kinh doanh tốt, hay là mình đi tìm một công việc làm thuê sau đó để sau này mình có tiền rồi sau đó mình tập trung vào kinh doanh sao, không có các anh chị. Bởi vì khi mà Vi viết cái đơn nghỉ việc thì Vi đã tự cam kết với mình là đây là cái công việc làm thuê cuối cùng cho cuộc đời của Vi, và ngay lúc này ngay bây giờ Vi sẽ tạo nên cái cuộc sống mà mình mơ ước, mình sẽ đi xây dựng ước mơ cho chính mình. Và chính vì cái suy nghĩ đó các anh chị, cho nên là gì, Vi đã thật sự toàn tâm toàn ý toàn khí toàn lực lắng nghe học hỏi trau dồi, và trong đầu của Vi chỉ có một con đường nó thành công thôi, và không có bất kỳ một sự len lỏi nào khác ngoài cái chữ thành công. Đó là lý do vì sao Vi có một sự bứt phá trong thời gian ngắn các anh chị ạ. Nên nó đòi hỏi các anh chị cần phải có sự cam kết và không có sự len lỏi nào khác ngoài cái việc phải thành công. Hình dung chưa ạ? Hình dung cho các anh chị. Cho nên là vậy, không biết thì học, muốn giỏi thì làm, muốn xuất sắc thì làm nhiều hơn thôi. Ok chưa ạ? Cho nên là gì, muốn khiến khách hàng từ say no sang say yes thì bản thân của chúng ta hãy say yes với chính mình đã. Mình hãy say yes với mình đã. Mình hài lòng về mình chưa? Mình hài lòng về mình chưa? Mình hài lòng về sự lựa chọn của mình chưa? Mình hài lòng về những cái giá trị mình đang có hay chưa? Và hãy nâng nó lên đi các anh chị. Nếu mà các chị chưa hài lòng thì hãy nâng nó lên. Bởi vì các chị còn chưa hài lòng thì khách hàng của các anh chị sao hài lòng được? Nên phải nâng nó lên các anh chị. Bản thân của các chị còn chưa hài lòng với chính mình, chưa hài lòng với công việc kinh doanh của các anh chị, chưa hài lòng với chiến lược của các anh chị, còn hàng chưa hài lòng A, B, C, D, Z, quá nhiều thứ chúng ta chưa hài lòng. Mình còn chưa hài lòng. Trong sao ngoài vậy, khách hàng của các anh chị có say yes các chị được không? Khi mà năng lượng của các anh chị nó không bao giờ toát ra được sự tự do, năng lượng của các anh chị không bao giờ toát ra sự hào hứng, năng lượng của các anh chị không bao giờ toát ra được những cái giá trị tốt đẹp, lúc nào mình gặp khách hàng mình cũng năng lượng nó rất là không thể nào tỏa được sự hạnh phúc hết, thì theo các anh chị người ta có say yes với mình được không? Say yes với mình được không các anh chị? Cho nên là trước khi để người khác say yes với mình thì mình hãy say yes với mình được, được không ạ? Mình hãy say yes với mình trước, mình yêu thương mình trước, mình nâng cao giá trị mình lên, và mình phải thật sự tự tin vào giá trị của mình và đừng bao giờ rụt rè trước những cái vấn đề hay là những tình huống khác. Đánh giá cao năng lực của mình đi và xây dựng nó lên các anh chị nhá. Nên là đó là lý do vì sao chúng ta phải rèn luyện mình ha, để trở thành một cái người có tố chất, có bản lĩnh, có đủ tư duy, có đủ kỹ năng và có đủ tính thuyết phục ha. Dạ rồi, bây giờ thì Vi cũng muốn mời lên đây hai cái câu chuyện cực kỳ là kỳ truyền thống trong buổi sáng ngày hôm nay các anh chị, và sẽ giúp cho các anh chị thức tỉnh ha, và giúp cho các anh chị có thể có những cái nhìn nhận đúng đắn vì sao những người thành công họ lại thành công, và vì sao những người chưa thành công họ vẫn chưa thành công ha. Vậy cái sự khác biệt ở đây đó là gì? Và bây giờ thì Vi muốn mời lên đây một người anh các anh chị. Anh ấy trước đây cũng là nhân viên phòng thôi và cũng kinh doanh rất là nhiều, nhưng mà cũng chưa có hiệu quả cho cuộc kinh doanh. Cho đến khi đến với câu lạc bộ Trầm Thảo Vàng thì anh đã có sự thay đổi bứt phá như thế nào? Các chị có sẵn sàng không ạ? Sẵn sàng để có thể chào đón và lắng nghe câu chuyện của thành công chưa? Bây giờ thì chúng ta hãy ngồi lưng thẳng các anh chị ha, và hãy với một tâm thế sẵn sàng nhất để có thể lắng nghe, và đâu đó nó cũng là chính là những bài học mà chúng ta cần phải tốt nghiệp và giúp cho mình thành công hơn. Rồi cả nhà ơi, tay đâu ạ? Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay lớn để chào đón nhân dân anh Nguyễn Thắng ạ. Dạ rồi, xin mời nhân dân Nguyễn Thắng ha, mình có thể lên đây mình chia sẻ về câu chuyện hành trình thành công mình truyền thống các anh chị. Xin mời anh ạ. Yes. Rồi, xin chào doanh nhân Trần Vi, xin chào tất cả các cô chú anh chị em. Chúc cả nhà mình một ngày cuối tuần tràn đầy năng lượng. Và bao nhiêu trong số tất cả các cô chú anh chị em chúng ta đã nghe rõ thắng nó rồi, hãy comment thắng số 1 được không ạ? Yes.
Rồi ok, rất là tuyệt vời. Ngày hôm nay Thắng rất là vui và hạnh phúc được doanh nhân Trần Vy cho phép lên đây chia sẻ câu chuyện thành công của Thắng. Hy vọng rằng qua câu chuyện của Thắng thì chúng ta có thể học được những cái bí kíp, những cái công thức để chúng ta có thể ứng dụng thành công trong cái công việc cũng như là gì ạ, trong cái sự nghiệp của chúng ta được không ạ? Rồi thì đầu tiên Thắng xin gửi lời biết ơn và chân thành tới Chủ tịch Trịnh Huy, doanh nhân Nguyễn Diễm, đó là hai vị thuyền trưởng đã tạo ra một môi trường câu lạc bộ vô cùng là tuyệt vời cả nhà. Và lời tiếp theo đó thì Thắng xin gửi lời biết ơn tới doanh nhân Trần Vy xinh đẹp của chúng ta cũng như là các doanh nhân vô cùng xinh đẹp trong câu lạc bộ liên tục đúng không ạ, ngày đêm cống hiến trao giá trị của chúng ta, và một người vô cùng tuyệt vời đó là gì ạ, doanh nhân Nguyễn Lành, là người đã gieo duyên cho Thắng biết tới môi trường câu lạc bộ. Thắng xin gửi lời biết ơn tới tất cả các doanh nhân ạ. Thì cho phép Thắng hỏi là gì ạ, trong số tất cả các cô chú anh chị em ở đây, bao nhiêu trong số tất cả các cô chú anh chị em chúng ta đã biết tới Thắng, đã nhìn thấy được cái khuôn mặt đẹp trai này rồi thì hãy comment lại thằng chữ tôi được không ạ? Yes. Ok, rất là tuyệt vời. Và bao nhiêu trong số tất cả các cô chú anh chị em lần đầu tiên biết tới Thắng thì hãy comment lại thằng chữ người mới đi ạ. Yes, cũng có rất nhiều cô chú anh chị em chúng ta là người mới chưa biết tới Thắng đúng không ạ? Rồi thì trước khi chia sẻ câu chuyện thành công thì Thắng cũng xin phép được giới thiệu đôi chút về bản thân của mình. Thắng tên đầy đủ là Nguyễn Xuân Thắng, đúng không ạ? Thắng sinh năm 1985 và hiện tại Thắng đang sinh sống và làm việc tại thành phố xinh đẹp Đà Nẵng. Bao nhiêu trong số tất cả các cô chú anh chị em ở đây chúng ta là gì ạ, đang sinh sống ở Đà Nẵng thì hãy comment cho Thắng số 43 được không ạ? Yes. Ok, rất là tuyệt vời. Những cô chú anh chị em chúng ta gì ạ, hình như chúng ta chuyển hết cái gì ạ, nơi sinh sống đúng rồi, đúng không ạ? Vâng, như chúng ta đã biết, doanh nhân Trần Vy vừa giới thiệu đấy, ngày trước Thắng là một công nhân viên chức nhà nước cả nhà. Đấy, và Thắng làm việc trong cái tập đoàn viễn thông quân đội là được 13 năm. Suốt 13 năm đấy thì với cái lương thu nhập là gì ạ? Thu nhập lúc đấy là khoảng là 15 triệu cả nhà. So với mặt bằng chung thì nó khá là ok, đúng không ạ? Nhưng mà bởi vì mình biết được rằng là cái xã hội thì nó liên tục nó phát triển, và suốt mười mấy năm và cái đồng lương của mình nó vẫn cứ ở mức đấy thì gì ạ? Không thể nào mình có thể thay đổi được cái cuộc sống của mình. Trong khi đó, bản thân của mình rất là khao khát được gì ạ? Được tự do về thời gian này, được tự do về tài chính này, được gì ạ? Được đi những gì ạ? Đến những nơi mình thích, được mua sắm mà không phải nhìn giá. Và bao nhiêu trong số tất cả các cô chú anh chị em chúng ta có được những cái mong muốn, có được những cái khát khao giống như Thắng như vậy thì hãy comment Thắng trước tôi được không ạ? Vâng, cái khát khao đấy của Thắng nó luôn luôn gì ạ? Luôn luôn bùng cháy, luôn luôn rực cháy ở trong cái con người của mình. Và mình không chấp nhận được gì ạ, một cái gì ạ, một cái người nói chung là về gì ạ, về cái tâm hồn, về cái con người thì cũng rất là khỏe mạnh, rất là gì ạ, gọi là người đàn ông mà đấy, không thể nào chấp nhận mà mình dừng ở một cái vị trí đấy được, dừng ở một cái công việc đấy được. Và Thắng đã gì ạ, lao ra ngoài đi gì ạ, đi kinh doanh cả nhà. Thật sự là một cái bài học rất lớn là gì ạ, khi mình đã gọi là mình xác định được rằng là mình muốn kiếm thêm thu nhập, mình đi kinh doanh, và cả nhà biết sao ạ, mình bước ra ngoài mình làm với cái tư duy của một người đi làm công, mà gì ạ, mang cái tư duy đấy đi là gì ạ, làm chủ, thì có làm được không cả nhà? Không làm được đúng không ạ? Và một cái bài học cực kỳ lớn nó tới với Thắng đó là gì ạ, khi Thắng vừa đầu tư kinh doanh vừa gì ạ, xây dựng nên cho mình những cái cơ sở thì Covid đấy, không phải là doanh nhân Trần Vy nữa mà lúc đấy là Covid tới trước đúng không ạ? Covid đấy rất là trẻ đúng không ạ, năm 2020 xuất hiện, và thật sự là lúc đấy là những cái bài học rất là lớn đối với Thắng. Và khi mà Thắng là gì ạ, rơi vào cái tình gọi là cái hoàn cảnh nó chưa là không còn lối thoát nữa rồi đấy, không còn lối thoát nữa, nó rất là bế tắc lúc đấy, thì điều tuyệt vời đó là gì ạ, có một doanh nhân xinh đẹp đó là gì ạ, doanh nhân Nguyễn Lành, và là người đầu tiên cả nhà gieo duyên cho vợ Thắng. Nhưng mà vợ Thắng thì gì ạ, vợ Thắng cũng rất là khát khao, cũng rất là mong muốn, bởi vì vợ cũng là một công nhân viên chức, là giáo viên mầm non đấy, cũng rất là hai vợ chồng cũng rất là khát khao loay hoay đi tìm những cái con đường để gì ạ, mang tới những cái sự sống thay đổi cho mình. Đấy, và hai vợ chồng mà khi mà Thắng gặp cái bài toán, gặp cái câu chuyện như vậy, mình không có lối thoát được nữa thì tuyệt vời quá. Thấy một người vợ của mình mà gì ạ, giáo viên mầm non thì cả nhà biết rồi đấy. 5 rưỡi sáng dậy mà đi đến 6 giờ 6 rưỡi tối mới về. Con cái công việc, tất cả mọi chuyện trong gia đình mình thấy là nó gì ạ, nó rối, nó lại càng rối thêm. Và đùng một cái tự nhiên gì ạ? Đùng một cái tự nhiên rất là gì ạ? Sinh hoạt rất là khoa học, 4 rưỡi dậy này xong vào Zoom học. Rồi là tối thì về rất sớm, nói chung là làm một cái thay đổi một cách gọi là 180 độ thì nó phải còn hơn thế nữa cơ. Thế mình mới thấy được rằng ồ, sao tự nhiên có một cái môi trường nào nó hay như vậy, nó thay đổi người nhanh như thế. Bắt đầu Thắng mới gì ạ?
Buổi tối hôm đấy thì Thắng cũng đi về, Thắng ngồi Thắng ăn cơm, bắt đầu Thắng nghe được vợ Thắng học. Bảo quái lạ nhỉ, sau cái đợt đấy chủ tịch Trịnh Huy còn là một cái ghế rất là đẹp. Thắng bảo quái thì sao tự nhiên ông này ông ngồi ông nói mà sao lại thay đổi cái con người nó dễ như thế. Bắt đầu Thắng quan sát dần dần thì đúng là khi mà mình nghe được những cái tư duy mà chủ tịch Trịnh Huy chia sẻ vào mỗi buổi tối vào lúc 20:30, lúc đấy mình mới giật mình mới thức tỉnh được, ồ đúng rồi. Hóa ra mình là những người thiếu cái kiến thức này. Thiếu kiến thức này và xưa giờ mình không được được gì ạ, không được có ai chỉ cho mình, và mình lại gì ạ, với cái tư duy của mình không có, mình đi ra ngoài chứng tỏ là mình phải trả những cái giá rất là đắt, rất là chua chát. Như vậy là đúng rồi. Và lúc đấy Thắng bắt đầu cả nhà biết sau. Bắt đầu Thắng thay đổi. Thắng thay đổi là gì ạ? Thắng cũng dậy sớm vào Zoom học tập cùng với vợ. Đấy, hai vợ chồng bù rồi. Lúc đầu thì mình gọi là cái tâm trạng năng lượng của mình nó không có mà. Đấy. Xong thấy vợ gọi là thay đổi như vậy thì bắt đầu mình cũng cộng hưởng cái trường năng lượng đấy, là hai vợ chồng cứ gọi là gì đồng thuận với nhau. Đấy, cứ mỗi người một việc, cứ mỗi người một việc. Tức là ba buổi Zoom của câu lạc bộ cả nhà, buổi sáng 4:30 đến 6:30 là gì ạ? Hai vợ chồng. Trưa cũng thế mà tối cũng vậy. Không biết cái điều tuyệt vời gì vợ Thắng nhá, vợ Thắng ngày xưa ấy, đúng không ạ, đi từ sáng đến tối mới về, nhưng mà tự nhiên buổi trưa là có thể là gì đang ở trường, anh ơi vào Zoom chưa, vào Zoom chưa. Đấy, đấy là ồ rồi 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 để anh vào. Hai vợ chồng cứ cộng hưởng năng lượng cùng với nhau, và cả nhà biết sao không, lúc đấy mình mới biết được rằng là cái khát khao của mình nó còn gì, có thiếu một cái mức nữa, đó là cái mục tiêu rõ ràng. Lúc đấy thì được các doanh nhân chia sẻ cái cách đặt mục tiêu theo công thức SMART goal nữa cả nhà. Lúc đấy mình mới vỡ òa ra là gì, cái bước đầu tiên để mà thành công trong bất kỳ một lĩnh vực nào là chúng ta phải biết rõ được cái điều mình mong muốn là gì. Thì lúc trước mình cũng biết là cái khát khao của mình đó là gì, mong muốn được tự do tài chính, muốn được giàu đấy, nhưng mà mình phải biết được rằng là gì ạ, một tháng hay là một ngày ông phải tạo ra được bao nhiêu tiền thì sao thì ông mới đạt được cái mục tiêu đấy trong bao nhiêu năm, đúng không ạ? Thì lúc đấy mình mới vỡ ra được, ồ đúng rồi. Thế là bắt đầu được các doanh nhân hỗ trợ cách để đặt mục tiêu 30 ngày, mục tiêu gì ạ, 6 tháng và mục tiêu 5 năm. Thì lúc trước là gì ạ? Cả nhà biết sao không? Mình cũng có khát vọng là đi làm giàu, rồi cũng mong muốn chuyển sang một cái nơi gọi là nó ở nó thoáng đãng, rồi nó gọi là để cho mình cái môi trường của mình nó thay đổi đấy. Thì mình cũng đặt mục tiêu là cũng mong muốn như vậy thôi, nhưng mà không biết là bao giờ mình đạt được. Thế là hai doanh nhân đợt đấy là doanh nhân Trần Vy với doanh nhân Nguyễn Lành với chia sẻ là gì ạ? Bây giờ anh đặt mục tiêu đi. Bảo thật sự là anh cũng mong muốn như thế này đấy, nhưng mà anh chưa biết cái thời hạn như thế nào. Thôi bây giờ cứ đặt 5 năm, lúc đấy cũng quay cả nhà. Lúc đấy Thắng mới vào thì Thắng chưa có biết về luật hấp dẫn, chưa có biết về sức mạnh tiềm thức này đâu. Chưa biết một cái gì cả, nhưng mà thấy được gì ạ? Thấy được các anh chị em doanh nhân khi mà học vào học Zoom đấy, thấy các anh chị em lên chia sẻ những câu chuyện thành công của họ, thấy đúng với những cái gì mà mình đang đang gặp phải, và họ đã tốt nghiệp được bài học của họ và họ có những thành công rất là lớn rồi. Và mình bắt đầu nghiêm túc mình đặt mục tiêu. Thì cả nhà biết ra không ạ? Thắng mới đặt mục tiêu là gì ạ? Mình mong muốn chuyển sang một cái nơi ở mới là trong vòng 5 năm thôi. Đặt 5 năm thôi nhưng mà trong lòng run lắm. Run lắm. Không biết mình có làm được không. Đúng ạ, 13 năm, 13 năm đi làm công nhân viên chức nhà nước. Đúng ạ, mà mình mới mua được cái miếng đất để cất một cái nhà gọi là nhỏ nhỏ để cho vợ chồng với lại các cháu ở cho nó vừa, gọi cho nó có chỗ ở thôi. Chứ còn bây giờ 13 năm mình mới được một chỗ đấy, mà bây giờ 5 năm mà mình chuyển sang một cái nơi ở, một cái mục tiêu của mình lớn, lớn khủng khiếp luôn. Sang một cái chỗ gọi là đi chọn một cái vị trí rất là sang trọng và toàn người giàu ở thôi cả nhà. Cả nhà thấy khủng khiếp không ạ? Đấy, nhưng mà thật sự cả nhà mục tiêu thì có rồi, nhưng mà bên trong của mình thì nó vẫn còn gì ạ? Vẫn còn những cái gọi là những cái nỗi sợ hãi, những cái niềm tin giới hạn ấy. Và điều tuyệt vời đó là gì ạ? Lúc đấy có mục tiêu rồi thì cái bước tiếp theo đó là gì ạ? Thắng phải khai phá được cái con người bên trong của mình, Thắng phải kích hoạt được cái con người bên trong của mình, tức là mình phải làm chủ được những cái suy nghĩ của mình đấy. Nhưng mà cách nào đây? Ngoài cái việc ghi chép livestream từng câu từng chữ rồi thì Thắng cũng đã nghỉ phép cả nhà, nghỉ full phép luôn, đúng không ạ? Những cô chú anh chị em là chúng ta gì ạ? Công tác trong nhà nước chúng ta biết rồi, mười mấy năm thì chúng ta được bao nhiêu ngày phép chúng ta biết rồi. Thắng nghỉ full phép luôn. Thắng ở nhà Thắng ghi chép livestream từng câu từng chữ. Ghi chép livestream từng câu từng chữ xong rồi, nhưng mà bỏ cái bút xuống, đúng không ạ? Bỏ cái bút xuống mà ngồi nhìn cái mục tiêu của mình, bắt đầu mình suy nghĩ bảo ủa. Bây giờ làm cái gì đây? Làm như thế nào để đạt được đây? Đấy, mặc dù là bên trong của mình nó rất là ham muốn, rất là khao khát rồi, nhưng mà cả nhà biết sao, lúc đấy thì được doanh nhân Nguyễn Lành và doanh nhân Trần Vy chia sẻ cho cái nhóm rèn luyện thân tâm trí mà chúng ta vừa được doanh nhân Vy nói, chúng ta phải huấn luyện được cái con người của mình, tức là từ cái suy nghĩ, cái lời nói, cái hành động của mình nó phải là một. Thì lúc đấy Thắng mới nghĩ là ồ đúng rồi, bởi vì cái suy nghĩ của mình xưa giờ mình trải nghiệm những cái cuộc sống của mình, công việc của mình và những cái bài học mình gặp phải thì mình ngồi đây, thân mình ngồi đây, nhưng cái suy nghĩ của mình nó đi lung tung, mình không kiểm soát được. Thế bây giờ đầu tiên mình phải làm chủ được cái suy nghĩ của mình đã.
Chúng ta đã nghe được cái câu gì ạ? Làm chủ gì ạ? Làm chủ suy nghĩ thì làm chủ cái cuộc đời, làm chủ tư duy, làm chủ cuộc đời, đúng không ạ? Đấy thì bây giờ Thắng biết được cái công thức đó là chúng ta phải có mặt trong cái nhóm rèn luyện thân tâm trí, và lúc đấy thì Thắng, hai vợ chồng Thắng ra quyết định ok vào nhóm rèn luyện thân tâm trí. Trời ơi, thật cả nhà, cái hôm đấy là vào là cái quy trình cá chép hóa rồng ngày mai này đấy, cũng giống như kiểu cái ngày hôm nay này, ngày mai chúng ta được tham dự cái gọi gì, cái Zoom rèn luyện thân trí, mà cái quy trình cá chép hóa rồng là thay đổi cuộc đời Thắng đấy. Và khi mà ngày mai là cái ngày gọi là làm quy trình cá chép hóa rồng thì hai vợ chồng Thắng ra quyết định ok tôi có mặt trong cái nhóm rèn luyện thân tâm trí. Thì lúc đấy là ra quyết định, và hai vợ chồng ngày hôm sau là 10 giờ hai vợ chồng làm cái quy trình cá chép hóa rồng. Cả nhà biết sao không ạ? Lúc đấy là vào làm được chủ tịch Trịnh Huy, vẽ ra một cái bảng tầm nhìn. Lúc đấy mới thật sự cả nhà, lúc đấy mới rõ ràng được cái con người, thấy được cái tầm nhìn của mình và muốn gì ạ, cái sứ mệnh của mình là như thế nào. Lúc đấy mới dạng kiểu mình mới gọi là được khai mở được cái con người bên trong của mình. Và thêm nữa đó là cái công thức chúng ta gì ạ, có cái gì ạ, có mục tiêu, có bức tranh tài chính rồi, nhưng mà chúng ta phải có cái công thức để chúng ta đạt được mục tiêu được cho chủ tịch Trịnh Huy gì ạ, làm cho cái gì ạ, quy trình cá chép hóa rồng. Cả nhà biết sao không? Hai vợ chồng hai vợ chồng đứng làm với nhau, đối diện nhau, cả nhà đối diện nhau. Lúc đấy thì mình, Thắng cũng là một cái người gọi là cũng là đàn ông mà cũng mạnh mẽ lắm, nhưng mà tại làm sao một cái người phụ nữ nhỏ bé đứng trước mặt mình họ làm được, mà chẳng nhẽ mình không làm được, đúng không ạ? Thế bảo không, tôi phải làm được, mà tôi thậm chí tôi còn làm tốt hơn. Thì đúng là ngày ngày hôm đấy là hai vợ chồng vượt qua cái quy trình cá chép hóa rồng một cách xuất sắc luôn. Và một cái cảm giác cả nhà, cảm giác là chưa bao giờ mà có cái cảm giác nó khủng khiếp như vậy, nó tuyệt vời như vậy. Hai vợ chồng ôm nhau khóc, ôm nhau khóc. Bởi vì sao ạ? Bởi vì mình thấy được cái gì ạ, cái bức tranh của mình thấy được cái hướng đi của mình thấy được cái gì ạ, cái gọi là cái mục tiêu nó rõ ràng trong tầm tay của mình rồi. Và cả nhà biết sao, lúc đấy Thắng mới ra quyết định đó là gì ạ? Đồng hành cùng câu lạc bộ, đó là tham gia vào cái nhóm rèn luyện doanh nhân chặng đai vàng và sẵn sàng đốt thuyền luôn. Lúc đấy đang Covid này, đúng không ạ? Tài chính cả nhà biết rồi, lúc đấy thì đang đầu tư rồi làm kinh doanh các thứ thì không bao giờ mà khỏe được, đúng không ạ? Đấy, đang có tài chính như vậy và quyết định đó là đốt thuyền, và ra một cái quyết định khủng khiếp hơn nữa, điên rồ hơn nữa, đó là gì ạ? Chuyển sang một cái nơi ở hoàn toàn mới, cái lúc mà thời điểm mà gì ạ? Người ta mong muốn đi ra ngoài đường đã là một cái niềm vui, đã là một cái niềm hạnh phúc rồi, mà mình còn sao ạ? Mình còn đốt thuyền rồi mình còn chuyển sang một cái nơi ở hoàn toàn mới. Ngày trước thì Thắng ở Lâm Đồng cả nhà. Đấy, nhưng bây giờ vào biết là ra quyết định là tham gia đồng hành cùng câu lạc bộ, cái là ra quyết định đốt thuyền luôn và chuyển sang một nơi ở hoàn toàn mới, đó là gì ạ? Ra ngoài Đà Nẵng luôn. Đã mất công nghĩ thì nghĩ lớn luôn đúng không? Ai cũng nói là điên rồ, ai cũng nói là khủng khiếp. Và thật sự là lúc đấy thì viết đơn cả nhà, viết đơn và lên lên công ty, mà giám đốc nói chung là giám đốc cũng thương, giám đốc cũng giữ lại. Nhưng mà khi mình viết cái lá đơn xong, mình ký xong, giống như kiểu doanh nhân Trần Vy chia sẻ câu chuyện doanh nhân Trần Vy ấy, là như một cái con chim nó được sổ lồng, như một cái con chim được sổ lồng, bắt đầu nó tung cánh ấy, thật sự là như vậy. Và cái mục tiêu mà xưa giờ vợ chồng Thắng nghĩ gì ạ? Vợ chồng Thắng nghĩ là chắc phải còn lâu mới mới chuyển được, đúng không ạ? Còn lâu mới đạt được. Thì lúc vào được các doanh nhân hỗ trợ thì dám đặt mục tiêu 5 năm thôi, nhưng mà chỉ trong vòng gì ạ? Trong vòng khoảng 3 tháng thôi, chưa đầy 3 tháng, tí nữa Thắng sẽ share cái hình cho cả nhà xem. Đấy, chưa đầy 3 tháng là hai vợ chồng Thắng đã đạt được cái mục tiêu, đó là sở hữu cho mình một cái ngôi nhà. Hiện tại bây giờ Thắng đang đang ở đây, đang học đây, đang gọi là đang sinh hoạt mỗi ngày. Cả nhà thấy cái view đẹp không ạ? Đấy, cả nhà thấy view đẹp không ạ? Yes. Và bao nhiêu trong số tất cả cô chú anh chị em chúng ta mong muốn đạt được những cái mục tiêu như vậy, thì chúng ta hãy gì ạ? Ra quyết định là gì ạ? Đầu tiên là gì ạ? Nếu mà chúng ta không có nghĩ lớn thì chúng ta không thể có kết quả lớn được, đúng không ạ? Là gì ạ? Hãy tham gia vào nhóm rèn luyện doanh nhân chặng đai vàng. Và lúc này cả nhà biết sao ạ? Lúc này Thắng đã biết được cái cách để xây dựng một cái gì ạ, doanh nghiệp tự động hóa trên toàn cầu cho mình, và tạo ra những nguồn thu nhập thụ động, gọi là ngày xưa là gì ạ? Chúng ta hay nghe là gì ạ, không giới hạn. Thắng mê lắm cái gì mà không giới hạn, Thắng mê lắm, mê chứ cả nhà, đúng không ạ? Mê lắm, cứ gia tăng mà liên tục, nó không giới hạn như vậy thì ai chả mê, đúng không ạ? Đấy, nhưng mà đó là có công thức, đó có bí kíp hết. Một cái người công nhân thuần túy, đúng không ạ? Một cái anh chị, một cái bạn anh chàng gọi là rất là gì ạ? Nguyên tắc, rất là cổ hủ, mà còn làm được thì gì ạ? Chúng ta ai cũng làm được. Và cả nhà biết sao không? Có những tháng mà nguồn thu nhập thụ động của Thắng nhá, nguồn thu nhập thụ động của Thắng tăng gấp 4 lần so với những cái thu nhập ngày trước đấy. Ví dụ như ngày trước là Thắng, thu nhập của Thắng là 15 lần, 15 triệu, đúng không ạ? Đấy, có những tháng thu nhập thụ động cả nhà tăng gấp 4 lần, thụ động đấy cả nhà nhá, đúng không ạ? Đấy, cái thứ hai nữa là gì ạ? Khi mà
vào đồng hành của câu lạc bộ thì Thắng đã được các doanh nhân, các gì ạ, anh chị em hỗ trợ về cái gì ạ, để mà chúng ta có được những cái tài sản. Nói chung là lúc đấy là biết tập trung đầu tư vào tài sản, đó là gì ạ, cái sức khỏe của mình. Thì ngày trước làm công nhân viên chức nhà nước rồi là gì ạ, đầu tư nó chưa an toàn chưa khỏe như vậy thì người đâu mà gì ạ, đẹp trai mà năng lượng mà lại còn tâm sáng được nữa, đúng không ạ? Lúc nào cũng chìm đắm trong những cái suy nghĩ nó chưa được tích cực thì làm sao mà có được những cái điều tuyệt vời như vậy. Và ở đây thì Thắng đã được các doanh nhân hỗ trợ, chia sẻ, gọi là gì ạ, chỉ cho những cái bí kíp để gì ạ, tạo ra được một cái con người như ngày hôm nay. Đấy, rất là năng lượng, rất là đẹp trai, rất là được gì ạ, rất là tâm sáng, đúng không ạ? Đấy, và cái thứ ba là một quan hệ. Thì công nhân viên chức nhà nước thì cô chú anh chị em nào chúng ta giờ hiện tại chúng ta đang đi làm chúng ta biết rồi, đúng không ạ? Ngoài những cái gì ạ, mối quan hệ anh chị em đồng nghiệp thì chúng ta không thể nào mà có mối quan hệ với những gì ạ, những cái con người chất lượng, những người tâm sáng, những cái người thành công và giàu có được, đúng không ạ? Chúng ta chỉ có gì ạ, mối quan hệ tương đương với lại những cái tư duy, với lại những cái gì ạ, suy nghĩ chúng ta thôi. Chúng ta không có thể nào những mối quan hệ chất lượng được. Thậm chí là gì ạ, nếu mà tài chính chưa dương, sức khỏe không có thì mối quan hệ hòa hợp trong gia đình có không ạ? Chắc chắn là có nhưng mà chưa thể nào hòa thuận được, đúng không ạ? Thì ở đây Thắng đã được gì ạ, được được các doanh nhân chia sẻ cho những cái gì ạ, những cái bí kíp để Thắng có thể xây dựng mối quan hệ hòa hợp với lại gì ạ, với lại các doanh nhân, rồi là vợ chồng cũng hòa hợp yêu thương nhau hơn và ăn mừng với cả nhà là gì ạ. Thắng cũng vừa đây đây là hình ảnh của Thắng ngày xưa đây cả nhà, đấy xe cúp, chiếc cúp này để đi làm đấy. Đây là một cái người, đây là đang ngồi cửa hàng năm 2015 cả nhà này, cửa hàng giao dịch Viettel đấy, đúng không ạ? Và đây cả nhà này, đây là cái kết quả mà đấy, vợ chồng Thắng vừa tài sản mà vợ chồng Thắng vừa tạo ra được nữa. Đây này, đấy là một cái bé trai, đúng không ạ? Đấy, được cháu được 4 tháng rồi. Có tuyệt vời không nhỉ cả nhà? Và đây cô chú anh chị em nào làm sao ạ? Cô chú anh chị em nào chúng ta đang mong muốn mà gì ạ? Gọi là thu hồi công nợ thì hãy tham gia vào nhóm rèn luyện doanh nhân chạm tay hoa vàng. Và trong tháng 7 vừa rồi thì hai vợ chồng Thắng cũng đã gì ạ, thu hồi được cái công nợ là cái số tiền là như đây ạ, đúng không ạ? Đấy, chúng ta thấy hình ảnh chưa ạ? Đây là còn gì ạ, bạn ấy bạn gửi tiền là gì ạ? Em cảm ơn vợ chồng anh chị đấy, đúng không ạ? Thu hồi được công nợ mà họ còn gửi những lời cảm ơn biết ơn như vậy, đúng không ạ? Thay bởi vì chúng ta làm sao, thay bởi vì chúng ta gì ạ, có thể là gì ạ, đến những cái hay bởi vì chúng ta làm sao, chúng ta thôi để từ từ Thắng mở cái video đi, mở cái video để Thắng Thắng nói cho doanh nhân Trần Vy cho Thắng xin chút nữa nhé, làm một chút để cho chúng ta có cái động lực được không ạ? Qua cái video này thì những cái lời Thắng nói thì chúng ta cũng sẽ được cái điều tuyệt vời nữa cả nhà, tuyệt vời nữa rồi Thắng được Thắng cũng xin rất là biết ơn gì ạ, doanh nhân Trần Vy cũng như là gì ạ, các doanh nhân đã cho Thắng lên đây chia sẻ câu chuyện thành công trong ngày hôm nay. Rồi thì cái câu chuyện thành công của Thắng thì không phải là điển hình, mỗi cá nhân khác nhau thì sẽ có những cái kết quả khác nhau. Thì vô cùng hạnh phúc và biết ơn, và bao nhiêu trong số tất cả cô chú anh chị em chúng ta dạ, ra quyết định đó là gì ạ, chúng ta phải có mặt trong cái nhóm rèn luyện thân tâm trí, chúng ta làm được cái quy trình cá chép hoa vàng và chúng ta gì ạ, trở thành một doanh nhân chạm tay áo vàng. Thì hãy gì ạ, chúng ta hãy mạnh dạn, hãy nhanh tay ra quyết định như cả nhà, đúng không ạ? Phải gì ạ, chúng ta phải dám nghĩ lớn, phải hành động mạnh mẽ thì chúng ta mới đạt được những cái mục tiêu của mình. Rồi xin cảm ơn và biết ơn tất cả các cô chú anh chị em chúng ta đã lắng nghe câu chuyện thành công của Thắng. Xin cảm ơn doanh nhân Vy và biết ơn tất cả các doanh nhân ạ. Xin cảm ơn ạ. Dạ rồi, rất tuyệt vời ha. Cả nhà của mình hãy gọi là cảm ơn đến anh Thắng trong buổi sáng ngày hôm nay đã hỗ trợ kích hoạt cho chúng ta những bài học, những truyền năng lượng cho chúng ta rất là tuyệt vời. Tuyệt vời không các anh chị ơi? Bao nhiêu các anh chị được nghe câu chuyện của anh Thắng thì mình cảm thấy rất là truyền cảm hứng ạ.
Hai vợ chồng rất là tuyệt vời các anh chị ạ, và khi đến với câu lạc bộ thì anh và chị đã đồng tâm đồng vợ đồng lập đồng chồng và đã có một cái cuộc sống bứt phá rất là tuyệt vời. Và bao nhiêu các anh chị mình mong muốn là không những là mình học mà mình cũng có thể truyền cảm hứng cho chồng vợ của mình cũng có thể cùng học với mình và cùng nhau thành công, cùng nhau bứt phá và cùng nhau xây dựng cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn, thì comment tôi ha. Và ở câu lạc bộ chồng tôi hoa vàng chúng ta đều có những cái bí kíp để giúp cho các anh chị có thể cải thiện mối quan hệ và đã nhiều gia đình, đúng không? Không những là giúp cho chồng vợ mình mà giúp cho ba mẹ của mình đã có thể tham gia vào câu lạc bộ chồng hoa vàng để được học tập, để được rèn luyện và giúp cho con cái của mình luôn các anh chị. Nên là thật sự rất là ngưỡng mộ các anh chị luôn. Không những là mình đã thay đổi được mà mình còn có thể giúp cho gia đình của mình, thì đó là một trong những cái điều mà Vi nghĩ rằng là tất cả chúng ta đều ao ước, đúng không ạ? Các anh chị nghĩ gì khi mà không những là mình mà cả gia đình của mình ai cũng là bậc thầy sử dụng sinh thức, ai cũng hiểu những kiến thức này và ai cũng biết quản lý tiền, làm chủ tiền, biết cách tạo ra tiền, thì cuộc sống của mình sẽ như thế nào các anh chị? Sẽ cực kỳ tự do luôn ha. Nên là hãy hãy ra quyết định các anh chị ha. Và chính câu chuyện của anh Thắng, mình nghĩ rằng sẽ truyền cảm hứng cho các anh chị. Và anh Thắng và chị Huyền đã có một sự bứt phá khi mà nhận dám nghĩ lớn từ khi biết làm quy trình cá chép hóa đồng. Nên là các anh chị cũng hãy cho mình trải nghiệm ha, suy nghĩ lớn và được bứt phá và chinh phục những mục tiêu tiếp theo của mình. Và bây giờ thì cũng là cái câu chuyện thứ hai, Vi muốn truyền cảm hứng tất cả các anh chị một cái sự thay đổi rất là ngoạn mục luôn. Từ một cái gọi là từ một cái gọi là cô gái có hàng rong thôi các anh chị, và ngày hôm nay đã có thể sở hữu cho mình tài sản triệu đô. Các anh chị có muốn lắng nghe không ạ? Cả nhà ơi, tay đâu ạ? Chúng ta cùng nhau dành một tràng vỗ tay lớn để chào đón doanh nhân Nguyễn Lệ. Rồi xin mời doanh nhân Nguyễn Lệ ha, mình có thể lên đây mình chia sẻ hành trình của mình và chuyện vấn các anh chị. Rồi xin mời Lệ. Rồi cũng bất ngờ rất là bất ngờ luôn. Rồi cảm ơn doanh nhân Trần Vy đã cho Lê lên chia sẻ thành công của mình trong ngày hôm nay. Trước tiên thì cho Lê xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị em doanh nhân và tất cả anh chị em nhà mình trong chương trình sáng ngày hôm nay. Cho Lê cũng xin được tự giới thiệu bản thân. Lê tên đầy đủ là Nguyễn Thị Lê và hiện tại Lê đang làm việc và sinh sống tại Hà Tĩnh. Lê cũng biết ơn vì cái hành trình của mình đi qua rất là tuyệt vời, và cái hành trình này không phải là mình tự nhiên có được mà may mắn mình có phúc vì được gặp câu lạc bộ chạm tay hòa vang cả nhà, gọi là đổi đời luôn. Gọi là đổi đời. Giờ Lê cũng xin phép được chia sẻ cái câu chuyện, cái hành trình thành công của mình. Nếu như mà thật sự anh chị em cảm thấy truyền cảm hứng thì cả nhà mình ngay lập tức ra quyết định, những cái thành công của Lê có được thì anh chị em cũng có được nha. Rồi thì trước khi mà Lê vào câu lạc bộ thì Lê là một người cô gái và không không sức khỏe, không một mối quan hệ và không tài chính cả nhà. Về mối quan hệ thì cũng đã từng chưa thành công trong cái mối quan hệ hạnh phúc của mình, và Lê cũng không có sức khỏe. Sức khỏe của Lê gọi là cái ngày đấy là rất là nhiều cái mà chưa an toàn luôn. Rồi là không còn cái tâm trí nào nữa, cứ nghĩ về cuộc sống sao mà số mình khổ thế, cứ đổ lỗi cho số phận cả nhà. Cứ khi nào cũng rồi bố đặt cho tên Lê nữa, và ai cũng bảo là tên Lê thì khổ. Khi nào cũng neo mình tên Lê khổ cả nhà. Rồi ngày nào cũng suy nghĩ rất là nhiều và không còn tập trung mà để có gọi là tài chính, không làm rất là nhiều. Lê làm việc rất là chăm chỉ luôn, rất là chăm chỉ nhưng mà không có tiền, làm bao nhiêu cũng không thể tiền cả nhà. Cho đến khi mà Lê không thể chịu nổi nữa và Lê mới khao khát và thét lên. Ngày đấy thì Lê đi cái xe đạp mà cũng đi gọi là đi gì ạ? Đi làm lao công, và đi xe đạp giữa 12 giờ trưa, ngửa mặt lên trời và hét lên với ông trời, khi đó chưa biết vũ trụ mà nói là ông trời ơi, sao con hiền lành, con chăm chỉ thế này mà sao con khổ thế. Đấy, cũng nói như giờ như thế. Xong rồi khi đó tự nhiên ít hôm sau nữa là gặp được một cái điều rất là tuyệt vời, là biết đến câu lạc bộ là do một cái người chị đã gia duyên để Lê gặp được câu lạc bộ cả nhà. Thì khi mà Lê biết đến vào mở vào chị chia sẻ cả một cái chuỗi live stream của chủ tịch Trịnh Huy, thì khi đó là Lê mở ra xem. Thì cái live stream đầu tiên là chủ tịch Trịnh Huy ăn mừng thành công của mình và
cái mà Lê nắm bắt được và Lê ứng dụng luôn. Và ngay trong cái chung ở cái ngày đầu tiên đó là Lê nghe chủ tịch nói rằng là ngày đó chủ tịch cũng đang đi làm dọn vệ sinh ở quán bar, và Lê cũng đang ở trong cái tình thế đó. Và khi mà mình về mình nằm thì mình ngay đó mình cũng ở đang ở trong container cả nhà, đi làm cũng bất ngờ, cũng cũng không có giấy phép, nên là mình ở trong container. Và mình đi về mình cũng nghe câu nói là nếu như 5 năm nữa, nếu như mà 5 năm nữa cái cuộc sống của bạn vẫn như thế này, cái áp lực này vẫn cái công việc này, bạn có chịu nổi không? Cái câu đòi đó đã chạm và Lê liên tục về là Lê cũng đặt tay lên trán, Lê ngửa mặt lên trời, trên trần nhà, và Lê cũng đặt câu hỏi đó y như thế luôn. Và cho đến ngày hôm nay về Lê vẫn cứ in cái câu nói đó của chủ tịch Chính Huy, và Lê nói không, không chấp nhận nữa, không chịu nổi nữa, và Lê quyết định học tham gia vào học cùng với câu lạc bộ. Thì khi mà doanh nhân ăn võ, đến khi mà mình ứng dụng cái bộ công thức đó mà mình chưa, thì mình đã cái chuỗi 30 ngày Lê ghi chép livestream từng câu từng chữ. Thì cái mục tiêu ngày mà Lê bước chân ra đi là Lê đi Đài Loan. Cái ngày đó là Lê đang ở Đài Loan ha, là bước chân ra đi là Lê khao khát sở hữu một cái bất động sản để sau này về mẹ con mình cùng sống, nói chung là mẹ con được sống với nhau, ở với nhau. Và cả nhà biết ông, 5 năm Lê cũng không biết làm cách nào cả. Nhưng mà khi đó thì cái ngày mà thứ hai mà chủ tịch Tỉnh Huy chia sẻ cái công thức về thiết lập mục tiêu thông minh, thì Lê cũng ghi ra là tôi muốn sở hữu một bất động sản cả nhà. Và trong tháng đó Lê ngay lập tức sở hữu luôn 2 bất động sản. Đó là một cái điều tuyệt vời, rất là tuyệt vời mà Lê cũng không ngờ được luôn. Nhưng mà đến cái một khi là Lê thấy là mình học và mình thấy mình biết rồi cả nhà, mình cũng có rời câu lạc bộ gần 1 năm, cho đến khi Lê học có đi học bên ngoài 1 năm nữa. Nhưng mà Lê thấy là mình học mình khi hôm đó Lê đặt một câu hỏi là sao mình học 1 năm trời ở bên ngoài mà mình không có kết quả gì cả, mà mình vào câu lạc bộ mới có 1 tháng mà mình đạt được những cái tài sản rất là lớn. Vậy thì Lê giờ bạn muốn cái gì? Thì trong đầu xuất hiện lên một cái câu là tôi muốn trở thành triệu phú. Lê nói muốn trở thành triệu phú thì đi tìm chủ tịch Chính Huy. Đi tìm chủ tịch Chính Huy và Lê nhắn tin luôn nhé chủ tịch Chính Huy cả nhà, và được doanh nhân An Võ hỗ trợ là một cái điều rất là tuyệt vời. Và doanh nhân An Võ hỏi Lê là giờ chị muốn cái gì, này muốn trở thành thành viên của câu lạc bộ thì vậy thì giờ chị phải tham gia để rèn luyện. Lê quyết định là rèn luyện vào 60 ngày. Khi mà mình rèn luyện vào 60 ngày thì Lê mới biết được rằng một cái điều mà tại sao Lê làm mãi, làm rất nhiều, cũng khao khát rất là thích đi kinh doanh nữa. Dù làm đó nhưng mà cũng đi kinh doanh cả nhà. Nhưng mà không thành công thì doanh nhân An Võ chia sẻ cho Lê tham gia rèn luyện 60 ngày. Cái hôm đó là cái ngày mà cũng cũng cái ngày mà để Lê làm quy trình cải tiến hóa rong ạ. Mà Lê cũng đang đi bán hàng ở ngoài đường á, và xin ông chủ lại cho tôi 1 tiếng để tôi làm cái quy trình. Nhưng mà tâm thì để ở khách hàng cả nhà, nhưng mà vẫn làm bằng được, vẫn hoàn thành xuất sắc xong một cái quy trình chủ tịch Kim Huy chia sẻ và làm cho mình một cái bảng tầm nhìn. Thì khi đó Lê mới biết lý do tại sao, là bởi vì mình không có mục tiêu cả nhà, không có mục tiêu, không có mục tiêu nên là không biết đi như thế nào cả, cứ loay hoay mãi như thế. Cho đến khi bắt đầu Lê vào được 60 ngày thì bắt đầu Lê đặt những cái mục tiêu cả nhà, đặt 120 triệu, đặt 120 triệu, đặt 150 triệu, ở tháng tiếp theo 50 500 triệu, đạt 500 triệu, tháng tháng tiếp theo nó đặt lên 1 tỷ, đạt 1 tỷ cả nhà. Trời ơi, Lê thấy tuyệt vời quá. Xong khi đó là ban đầu thì doanh nhân An có chia sẻ là giờ chị phải rèn luyện để trở thành thành viên của câu lạc bộ, thì chị phải rèn luyện để đi vào rèn luyện chuyên sâu hơn nữa để mình được rèn luyện. Và Lê quyết định mình thấy là mình phải học cái cách để mình bán hàng, bởi vì mình thích kinh doanh nhưng mà tại sao mình cũng đầu tư rất là nhiều mà không thành công. Thì Lê quyết định là tham gia những nhóm doanh nhân làm chủ cuộc doanh nhân chạm tay hóa vàng. Và cả nhà biết không, cái tuần đầu tiên mà doanh nhân Tình Huy chia sẻ và Lê học, thì Lê viết cái mục tiêu của mình. Khi mà chủ tịch Tình Huy cho mình viết cái mà đầu khi bắt đầu vào học á, thì mình ghi là 6 tháng tiếp theo, cái mục tiêu 6 tháng tiếp theo nữa Lê sở hữu một bất động sản.
và tiếp tục lấy lại sở hữu một bất động sản cả nhà. Rất là nhẹ nhàng, mình biết cách đàm phán ở trong cái chương trình rèn luyện doanh nhân chạm tay hòa vàng, là có một cái công thức, có một cái quy trình đó là đàm phán, đàm phán bất kỳ cái gì. Nên là và bắt đầu khi đó là bắt đầu tất cả mọi cái mục tiêu mà mình đã được chủ tịch Trịnh Huy làm thiết lập trong cái buổi những cái chương trình 60 ngày á, làm quy trình cải thiện hòa rồng. Trước khi mà mình làm quy trình cải thiện hòa rồng thì phải có bức tranh đó, bắt đầu lên đi thực hiện tất cả những ước mơ của mình. Và cho đến ngày hôm nay thì tất cả những ước mực mục tiêu đó Lê đã hoàn thành rồi cả nhà. Cho đến ngày hôm nay Lê hoàn thành tất cả rồi, dán một ngôi nhà, sở hữu 10 bất động sản. Hiện tại Lê đã đạt được 5 bất động sản. Sở hữu ngôi nhà, Lê cũng đã sở hữu được một ngôi nhà cho mình. Lê cũng khao khát. Ngày đó chủ nghe doanh nhân ăn Nguyệt Diệm nói một câu như thế này này này, giờ tôi khao khát có được một cái công việc tự do thời gian, tự do không gian và tự do tài chính. Cả nhà về đông Lê vừa đi làm bán bánh, như tay thì chặt rau nhưng miệng thì cứ tâm thì cứ để là tôi có công việc tự do thời gian, tự do không gian, tự do tài chính, cứ liên tục và liên tục cứ nói như thế. Và cả nhà mình thấy hôm nay, Lê đã tự do thời gian, tự do không gian và có một cái công việc nó không giới hạn cái thu nhập của mình, không nhìn chủ để mà làm cho họ hài lòng, không nhìn cái người bảo vệ hay là không nhìn một ai để mình làm cho họ hài lòng nữa, mà làm hài lòng chính mình trước. Đó là một cái điều rất là tuyệt vời. Và cái mà Lê luôn luôn cho đến cả nhà nhìn phía sau Lê không, toàn là ảnh bức tranh mục tiêu, bởi vì Lê biết được rằng là những gì có trong đầu sẽ có trong tay. Và khi mà biết được cái công thức để thiết lập mục tiêu rồi thì tất cả những cái gì trong đầu mình á, mình lại lấy ra và ghi ghi nó xuống, lấy ra và đưa phóng ra hình ảnh để mình thực hiện nó, mình biết được mình đang hành động vì cái lý do gì cả nhà, vì cái lý do gì đó. Thì khi đó là tất cả những cái gì mà mình để trong đầu là mình mà hòa thành hình ảnh cả. Vậy thì cái công thức này thì cậu là Bồ đã chia sẻ cho cả nhà mình rồi, nhưng đó là cái công thức chung rồi, nhưng để cả nhà mình có một cái công thức thật chuẩn, có một cái người cầm tay chỉ việc và chia sẻ thiết lập thiết kế cho cả nhà mình một cái công thức, thiết kế cho cả nhà mình một cái bảng tầm nhìn mục tiêu của mình nữa, thì chúng ta cần phải có mặt trong nhóm 60 ngày cả nhà. Nếu như anh chị em nhà mình mà nếu như mà chúng ta muốn đạt được tất cả những cái gì mà mình mong muốn thì cứ làm cái quy trình cải thiện hòa rồng. Bởi vì khi mà mình dán, mình có mục tiêu rồi, mình dán mục tiêu lên rồi, nhưng mà mình còn có nỗi sợ hãi không làm, bởi vì cái quy trình này thì nó sẽ giúp cho mình khai phá. Khi mà cái mục tiêu mình có cái tiếng nói nhỏ là mình nghĩ đến cái quy trình này là bắt đầu mình nói không, tôi làm được, tôi làm được, tôi làm được. Khi mà mình đã làm cái nếu cái quy trình này thì mình sẽ phải bám cái mục tiêu này và mình phải giữ cái mục tiêu này và mình thực hiện nó để mình đạt được. Đó đó là cái ý nghĩa mà tại sao mà phải có ở cả nhà mình phải làm cái quy trình cải thiện hòa rồng cả nhà. Thì gọi là Lê đã đổi đời, cho đến ngày hôm nay thì Lê đã có cho mình một cái người chồng rất là yêu thương mình, một gia đình đã người chồng, gia đình chồng cũng yêu thương, rất là chăm sóc và yêu quý Lê như con gái luôn. Rồi là Lê cũng sở hữu những cái bất động sản, sở hữu nhà, sở hữu những cái chuyến đi du lịch. Thì có thể là cho Lê chia sẻ những cái hình ảnh để cả nhà mình có thể là truyền cảm hứng và có thể nêu và cũng ra quyết định là Lê làm được thì anh chị em có thể làm tốt hơn ha. Và Lê cũng ngày đó là có biết doanh nhân An Võ là ai đâu, có biết câu lạc bộ là ai đâu ở bên Đài Loan, nhưng mà Lê vẫn dám ra quyết định cả nhà. Khi đó mà cũng có suy nghĩ chứ, cũng có tiếng nói nhỏ, nhưng mà nghĩ rằng là nhưng giờ mà mình sợ như thế này thì cuộc đời của mình sẽ như thế nào. Nên là Lê dám ra quyết định là mình phải thay đổi, mình phải thay đổi để thành công thôi, chứ cũng chấp nhận như thế này nữa. Và Lê quyết định trở về Việt Nam và thực hiện những cái ước mơ của mình. Và giờ hiện tại thì Lê có một cái cuộc sống rất là tuyệt vời. Cả nhà mình thấy Lê, khi những anh chị em nào mà đi offline thì có thể là khi mà ngày đầu tiên nó khác, còn giờ hiện tại thì mình cũng đã trở thành một con người rất là khác rồi. Nhưng mà cái quan trọng mà cái mà Lê nhận được đó là cái giá trị,
cái tư con người của Lý được rèn giũa, từ những cái thói quen, những tư duy, những cái phẩm chất của người thành công. Và Lý có một cái đội nhóm, có một cái doanh nghiệp để mình là cái dạng phát triển và giúp đỡ rất là nhiều anh chị em trong cuộc sống, cũng như là những cái câu chuyện mà họ đang gặp cái vấn đề và mình giúp cho họ để giải quyết được những vấn đề đó. Thì đó là cái mong muốn, cái ước mơ của Lý đó. Lý rất là tuyệt, rất là cảm ơn câu lạc bộ rất là nhiều ha. Rồi cho Lê xin được phép chia sẻ những cái hình ảnh của mình nha. Rồi đây là cái ngày đầu tiên mà Lê Lê bước vào câu lạc bộ cả nhà. Đi làm lao công, rồi là đi làm hàng, đi làm bán bánh chiên. Rồi rồi cả nhà đợi Lê tí nha. Và đây là cái hình ảnh trước và sau khi mà vào câu lạc bộ cả nhà. Cả nhà thấy có khác không ạ? Đó, nó thay đổi từ cái tư duy, cái tư duy nó thay đổi. Ngày xưa Lê có nghe câu nói là thay đổi tư duy, thay đổi cuộc đời mà chả hiểu như thế nào cả, cứ nghe như thế nhưng mà không hiểu. Nhưng mà giờ mình mà hiểu được là thay đổi tư duy, thay đổi cuộc đời cả nhà. Đó. Rồi, Lê đã sở hữu những bất động sản, hiện tại thì 5 bất động sản rồi ha. Và Lê cũng có chuyến đi du lịch tại Hàn Quốc cùng với các doanh nhân, và chọn cho mình những cái người bạn chất lượng để mình chơi. Rồi đây là cái mình cũng đưa được bố mẹ đi Đà Lạt. Cả nhà có nghe tiếng không ạ? Nghe tiếng ha. Đây là những chuyến đi cùng với câu lạc bộ, và hiện tại thì cũng đã đặt chân đến 3 quốc gia cùng với đi cùng với câu lạc bộ rồi cả nhà. Rồi, đây là cái hình ảnh mà Lì ngày đầu tiên đi 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 làm đi bán bánh trên ngoài đường đấy. Cả nhà mình thấy tuyệt vời không ạ? Hay là tuyệt vời, quá tuyệt vời ạ? Lì làm được thì Lì tin chắc là tất cả anh chị em nhà mình làm được, bởi vì tất cả ai trong chúng ta cũng đều có tiềm thức cả nhà, ai cũng có tiềm thức cả. Việc quan trọng là mình có biết để kích hoạt nó, để giúp nó là nó giúp giúp cho mình làm việc cho mình không đó. Thì ngày mai là một cái quy trình để giúp cho anh chị em nhà mình kích hoạt được cái con người bên trong của mình, kích hoạt được cái tiềm thức để giúp cho anh chị em nhà mình khai phá và làm được tất cả những cái việc mà mình mong muốn, tất cả những cái điều mà mình mong muốn, để giúp cho chúng ta là có một cái cuộc sống nó tuyệt vời hơn. Bởi vì quyền năng lớn nhất của một con người là quyền lựa chọn và ra quyết định cả nhà. Lê luôn nói câu đó, và giờ thức dậy là mình nói là quyền năng lớn nhất của tôi là quyền lựa chọn và ra quyết định. Sáng tôi mặc đồ gì tôi có quyền lựa chọn đó. Thì vậy thì anh chị em nha, mình lựa chọn cái cuộc sống như thế nào thì do chúng ta lựa chọn cả nhà ha. Do chúng ta lựa chọn. Đây là cái câu chuyện có thể là để chia sẻ cái hình ảnh thật, cái câu chuyện thật để truyền cảm hứng cho anh chị em, gia tăng cái niềm tin của mình, biết rằng là nếu như anh chị em nhà mình đang loay hoay, chưa có được cái đích đến, chưa có được cái định hướng, thì câu lạc bộ sẽ giúp cho anh chị em nhà mình. Nhưng mà may mắn là ngày mai là có một cái câu chương trình về làm quy trình cải cách hòa rồng, và chủ tịch Tình Huy là người giúp cho anh chị em nhà mình thiết kế lại cái bảng tầm nhìn cho anh chị em nhà mình, nên là cả nhà mình hãy tận dụng cơ hội này nhá. Rồi cảm ơn doanh nhân Trần Vy rất là nhiều, và cảm ơn tất cả anh chị em nhà mình, và cũng vô cùng
Biết ơn Chủ tịch Chính Huy đã sáng lập nên cái môi trường rất là tuyệt vời. Biết ơn các doanh nhân nhà mình đã ngày đêm phụng sự cống hiến để Lê cũng như tất cả anh chị em nhà mình có nhiều kiến thức hơn để ứng dụng và thành công. Và cũng cảm ơn gia đình mình, cảm ơn bản thân Lê và cảm ơn tất cả anh chị em đồng nhóm. Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Rồi rất tuyệt vời ha, cả nhà ca hãy gọi là cảm ơn đến nhân dân Nguyễn Lệ ạ. À. Quá trình phấn khích chị. Có một câu nói rất là hay, đó là gì à, khi mà chúng ta nhìn một người á, chúng ta không biết được là sau này họ sẽ thành ai ha. À, giống như là một cái cô gái gọi là bán gọi là bán hàng chiên ngoài đường á, chú chiên nhỉ. Mà ngày hôm nay có thể trở thành một doanh nhân mà có cuộc sống có thể vòng quanh thế giới như vậy ha. Và như các anh chị à, mình cũng ráo định. À, chúng ta cũng sẽ kiến tạo nên cuộc đời phi thường cho chính mình, và mình cũng sẽ một ngày nào đó mình sẽ ở đây và chia sẻ về những hành trình và truyền mẫn cho cộng đồng và những người khác, họ tin tưởng vào ước mơ của họ, họ tin tưởng vào những cái tương lai tốt đẹp và sẵn sàng hành động để tạo ra những điều tốt đẹp thì không bên tôi ạ. Tuyệt vời không các anh chị, thật sự là quá trình cảm hứng đêm đó là rất quá trình cảm hứng các anh chị. À, có những điều chúng ta nghĩ rằng là không thể nhưng mà hoàn toàn có thể khi mà chúng ta thật sự tin tưởng và dám bước đi, dám hành động ha, và hãy thật sự xây dựng cái niềm tin cho chính bản thân của mình. Chỉ có chúng ta dám tin và dám làm thì chúng ta mới tạo kết quả lớn thôi. Cho nên là hẹn các anh chị vào ngày mai trong nhóm rèn luyện thân tâm trí được làm quy trình cá chép hóa rồng, thì các anh chị mới hiểu được khai mở con người là như thế nào, bứt phá mọi giới hạn là như thế nào, bứt phá niềm tin là như thế nào ha, và giúp cho các anh chị vững tin và cùng được rèn luyện để trở thành một phiên bản tốt hơn, một phiên bản tuyệt vời hơn và chạm đến những đỉnh cao hơn cho chính bản thân của mình. Và hãy nhắn tin cho những anh chị em nhóm chủ nha, anh chị em chờ hỗ trợ để kịp có mặt vào ngày mai các anh chị. Dạ rồi, rất là tuyệt vời luôn. Cảm ơn à. Hai câu chuyện rất là truyền cảm hứng trong buổi trưa ngày hôm nay là của doanh nhân Nguyễn Thắng và doanh nhân Nguyễn Lệ ha. Và chúc cho các doanh nhân của mình càng ngày thành công hơn và đạt được nhiều những cái thành công tuyệt vời hơn. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các anh chị của mình rất là nhiều đã đồng hành cùng với trong buổi trưa ngày hôm nay. Và bây giờ thì mình sẽ kết thúc cái Zoom này và hẹn các anh chị vào những chương trình tiếp theo của câu lạc bộ vào 12 giờ trưa ha. Rồi, thank you, I love you các anh chị, và chúng ta sẽ gặp nhau vào những chương trình tiếp theo. Cảm ơn cả nhà của mình rất là nhiều.